Cố gắng lên ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay thì có rất là nhiều tiết mục cho chị em mình, nhưng mà không biết hôm nay có set 3 món tình yêu ơi. Chị Nguyễn Kiều hôm nay có set 3 món á, nhưng mà hôm nay có một màu à. Hôm nay cái set 3 món nó về có màu à. Rồi ok chị em mình ha, bộ đồ đang mặc mà mọi người nghĩ mọi người mua 120.000 mọi người mặc tê không? Tê luôn á, tê tái lòng người luôn á. Nha. Thì mọi người hôm nay nhớ cố gắng dùng em, tích cực chia sẻ và like dùng em nha. Chế nào em chia sẻ là chứng tỏ là không có yêu em đâu đó. Nhớ mạnh mạnh lên nha, hôm nay nhớ mạnh mạnh lên nha mọi người. Nha. Hôm nay thì có rất là nhiều thể lệ cho chị em mình ngày hôm nay, bộ đồ đang mặc. để em xíu bộ đồ đang mặc. À, bộ đồ đang mặc mọi người để em xíu, em hứa với chị em mình là em ly bán tầm giá 120 cho chị em mình là y xì như vậy nha, khỏi lo nha. Mấy chị khỏi lo. Rồi hôm nay có set 3 món luôn cả nhà. Hôm nay có một cái set 3 món như vậy cho cả nhà, nhưng mà set 3 món thì nó về có một màu này thôi. Mọi người cũng biết rồi, hàng này á là ly phải năn nỉ người ta sell giá xuống cho ly á mới có giá 120-130 để mình bán. 120-130 một bộ đó. Nha. Và hôm nay có cái gì chị? Hôm nay có rất là nhiều nha cả nhà. Hôm nay cho anh chị đưa lên cho anh chị thấy đi. Vậy hôm nay có rất là nhiều thể lệ á cả nhà nhá, nhưng mà em không biết là ông tổ Facebook không có đổ. hầu như là cỡ mấy tháng nay rồi đó, mấy tháng liền luôn rồi đó, là chống chọi là chỉ có nhờ khách quen mua hàng thôi á, chứ anh Phở thì ảnh rất là bớt tương tác, nên là mọi người cố gắng hỗ trợ ly vài cái xe live stream và tương tác bài like nha chị em mình ha. Rồi ok, vô luôn nè cả nhà ơi. Vô luôn nha. Rồi đầu like em ly bán 39.000 đầu like trước nha chị em mình. Cái này nhớ giùm em không, cái này ly bán cho chị em mình không đồng này. Ly bán cho chị em mình không đồng nha. Nha. Cái này ly bán cho chị em mình không đồng. Ở đây ly có mắt kính nè. Ở đây ly có một cái mắt kính. Ở đây ly có cho chị em mình đó là một cái mắt kính nè. Bộ đang mặc hứa luôn bán 120 hứa luôn, mặc dù nhập 111-115 cũng bán 120 luôn, chưa coi to luôn cả nhà ơi, chưa coi to luôn. Họ vừa nói Ly ơi chỉ có mẫu này chị sell cho Ly nè, là bắt đầu là Ly cho về liền luôn á, không có coi giá luôn á, em bán đại cho mấy chị 120 đấy nha, bộ Ly đang mặc trên người á. Nhưng mà mọi người gắng cố gắng hỗ trợ giùm em xíu nha cả nhà nha. Rồi con này là mã kính giùm em với giá là không đồng trước nè. Chế nào ôm cái kính này thì comment cái kính. Rồi còn gì nữa bé ơi, lấy cái mấy cái bịch dưới đó đấy thì dịch lên chị bán không đồng, mình khách ưng chốt cái gì chốt nè, rồi xong mình lên hàng là bán ra luôn, không có chờ nữa hết chị, không có chờ nữa. Hôm nay áo nam siêu đỉnh luôn, mắc có mấy chục ngàn, áo nam đẹp cực kỳ luôn, vài chục ngàn mua đã luôn. Trong cái bịch đó nó có gì. Rồi kính thì bán không đồng chị em mình. Chị vừa nhận xếp tay dài đẹp lắm luôn. Dạ em cảm ơn chị Kim Susan, em cảm ơn chị nha. Rồi kính em ly bán không đồng, tuổi thơm quá à, thơm quá à, thơm lắm luôn á. Anh để đây cho em đi anh, không ôi nó thơm gì đâu luôn mấy đi, ôi
cái mùi nó tươi quá, tươi luôn á Tiền Thọ. Cái mùi nó tươi quá, tươi, tươi tới tươi luôn. Ở đây thơm quá mọi người ơi, thơm quá thơm rồi, thơm quá thơm rồi, thơm quá thơm rồi, thơm quá. Cái mùi lạ quá. Có một cái anh ơi, không đồng mà, không đồng có một cái thôi, mặc kính trước giùm em nha. Rồi mọi người cho em bung bung mấy cái đó ra coi có gì. Chị bán không đồng thì ba cái đi, bán ba cái chị em mình đi. Nước hoa, nước hoa với son đi, nước hoa với son. Rồi hai cái. Rồi chị nào thích son thì comment son, chị nào thích nước hoa thì comment nước hoa giúp em nha. Chống nắng luôn, bán hết luôn. Cái này nó còn mọi thứ, nó có một cái cả nha. Cái này Ly có mọi thứ, có một cái này, một cái chống nắng, một cái nước hoa cham và một cái son. Thì ở đây Ly có ba cái này, Ly bán cho mấy chị không đồng nhá. Thì nói chung cái này là hên xui ha cả nhà ha. Rồi chế nào may mắn thì chế đó được, nhưng mà mọi người phải cố gắng chia sẻ giùm em và vui vẻ với em. Chứ nhiều khi có mấy chị là vô chơi chưa chơi gì trơn là quạo rồi. Có nhiều chị vô chưa gì trơn là quạo rồi, kêu đặt hàng quá trời mà không bao giờ được tặng quà. Tại vì nhiều khi có rất là nhiều chị ngày nào cũng hai một tuần lễ được hai ba buổi được quà luôn, còn có những chị là mấy hôm mà không được, thì thông cảm giùm em nha. Rồi ở đây Ly có một cái này là một chai nước hoa cham và một chai son, một cái chai chống nắng. Thì ở đây chị nào đang ưa chuộng cái sản phẩm nào thì mấy chị cứ comment lên sản phẩm đó yêu thích của mình, thì anh Trí sẽ là người quay vòng quay may mắn cho mấy ché mình. Thì chị nào mình được chia sẻ nhiều, có tương tác nhiều thì cái vòng quay may mắn nó sẽ ra cái tờ phiếu đó cho mình nha. Thì em nói luôn là Ly có mọi thứ, có một loại gì thôi, em Ly bán không động chị em mình nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình lên vòng quay may mắn nha. Rồi cho Ly con này là mã, con này là mã nước hoa nè, con này là mã son nè, và con này là mã chống nắng giúp em. Rồi kèm theo số lượng luôn, kèm theo cái mã mình yêu thích cả nhà ơi, kèm theo cái mã mình yêu thích nha mọi người nhé, kèm theo cái mã mình yêu thích, son chống nắng và nước hoa. Cảm ơn chị chia sẻ bài nhé, kèm theo lượt chia sẻ. Son chống nắng và nước hoa giúp em nha cả nhà ơi, son chống nắng và nước hoa giúp em. Ok cả nhà. Rồi anh ơi. Mới vừa lên lại á, nó mới cái ào xuống vậy. Ok mấy chế mình. Rồi ok giúp luôn cả nhà ơi. Mắt kính nè, em Ly có mắt kính. Rồi bắt đầu em vô em bán luôn nha mấy chị, đến thôi mọi người chờ đợi lâu á. Em có mắt kính nè, một cái chai nước hoa, một cái chai chống nắng và một cái chai son. Thì nói chung hàng này Ly, cái sản phẩm nào Ly cũng đã từng bán cho chị em mình, toàn là giá trên 100.000 không à, trăm mấy. Cái này là do là hàng bơm á, em Ly có đúng một cái, mọi thứ nó có một cái chia sẻ nha. Bài em mấy chị ơi, chia sẻ bài mới comment như mấy chị. Rồi tích cực hỗ trợ chia sẻ bài like và tương tác bài like giúp em một chút xíu nha mọi người nha. Rồi ok cả nhà ơi, cái này là em Ly bán cho chị em mình không đồng. Rồi đưa giấy ra cho em đi, rồi bắt đầu mình lên hàng luôn, không có đợi chờ đợi gì nữa hết cả nhà ơi, quá xá rồi, không có chờ đợi ai hết trơn nha. Rồi trên tay em cầm ba tờ phiếu, còn thiếu một tờ nữa nè, còn thiếu một tờ nữa. Mắt kính đầu tiên nè cho chị dâu lam, dâu lam mã mắt kính ha, cài và giờ ở đây nha chị em mình. Rồi tiếp tục là một cái chống nắng cho chị Ly Ly nha, chống nắng nè chị Ly Ly nè. Rồi tiếp tục chị Ngọc Quê Hồ được mã son nha, Ngọc Quê Hồ được mã son. Rồi một con cuối cùng em lên hàng luôn nha, Bảo Vi Nguyễn. Em xin chúc mừng chị Bảo Vi Nguyễn nha cả nhà, có mã nước hoa. Trời ơi, bà này được cái chai nước hoa xịn luôn. Rồi ok bốn chị nha. Rồi chút xíu nữa nghỉ chơi tới đó thôi, rồi bán luôn nha chị em mình. Rồi bộ đồ Ly đang mặc vô bán luôn cho chị em mình nè, 120 cành hoa bộ đồ này. Nhìn cho Ly cái form nè, vải giãn nha chị em mình, giá 120 đó. Hôm nay là ta nói tới công chuyện sang xịn mịn T1 kèm size vẫn như cũ, đó là hai size M và L, vì vải này nó có dạng co dạng 4 chiều, thành ra là chị em mình size theo có thể mặc chung với size L dùm em nha. Rồi cho Ly con này là T1 kèm size ML dùm em, giá 120 cành hoa, nhanh chóng tốc độ dùm em hàng không, số lượng ít lắm cả nhà ơi, cố gắng lên dùm em nha. Rồi cho Ly T1 kèm size hai size M và L cho cái Ly con này, 120 cành lên
120 hứa với chị em mình rồi nha. Giờ giao vốn như vậy thì 101 hả? Vốn 101 đi bán 120 cho chị em mình chơi chơi đầu like cho chị em mình đó, cái mã đầu like nha cả nhà nhớ. Cái form rất là đỉnh chót luôn như thế này, sang lắm mọi người ơi. T1 2 size M và L giúp em bắt đầu lên đơn ạ. À? Dạ vâng. Dễ thương ha. Túi là túi sâu cho chị em mình 115 hả tiền. Giá vốn em 100 110.000 á. 101 215. Ờ là 10.000 cũng đỡ rồi. Rồi, bán là bán 120. À bất đặt hàng lên số điện thoại mấy chị khách mới cho em xin số điện thoại nha. T1 kèm size khách mới đặt hàng kèm số điện thoại em ạ. T1 2 size M và L hôm nay chơi là chơi cạn tàu ráo máng, không có chờ ai hết. Không có chờ ai hết, anh Phở anh cho bao nhiêu thì dứt bao nhiêu. Tại vì cái sản phẩm em đưa đến cho cả nhà, em nói thật luôn á, sản phẩm em đưa đến cho cả nhà mình một bộ đồ giá 120.000 mặc như vậy là tao nói xuất sắc lắm rồi. Nên là bây giờ vô like là bán luôn, không có chờ một ai hết trơn. Không có chờ một ai nữa hết nha. Vô là giờ anh liền cho em. Cái phần ở đây nè mọi người, đó ha. Ở đây là cổ, là cổ hạt dưa, cái dây kéo hạt dưa. Chị em mình ưng á, chị em mình kéo sát lên cũng được. Ờ, chế em chế nào mà thích mà nửa kính nửa hở thì kéo nó hạ xuống một xíu ha. Rồi T1 kèm size M, T1 kèm size L. 120 cành. Rồi Nguyễn Phát đặt hàng lên số điện thoại em nha mấy chị. Quá đã luôn bộ đồ của mọi người ơi. Thế này hồi đó mọi người thấy không? Ý mà có ba trăm mấy người coi, anh Phở anh không có độ. Nhưng mà ba trăm mấy người coi vừa vô là muốn hết hàng rồi đó. Bởi vì em nói là không có đợi ai hết trơn á, không có đợi. Rồi, sản phẩm em đưa đến cho cả nhà với cái giá thành này em đảm bảo thật sự mọi người đi tìm hết cái Facebook không có đâu nha. 120 cành hoa bộ đồ với Ly đang mặc trên người đó là màu nâu này là nâu cà phê. Màu nâu này là màu nâu cà phê cái cổ áo. Cái này là dây kéo hạt dưa. Nhưng đức tin nhắn là có hàng mấy chị ơi. Cái này là dây kéo hạt dưa nha chị em mình. Và chị em mình thích nó kính cổng cao tường, mấy chị có thể kéo lên, thích nửa kính nửa hở thì kéo xuống ha. Rồi T1 kèm size M, T1 kèm size L là liền hết hàng. 120.000 đó mọi người, vải giãn coi giãn 4 chiều nha, khỏi lo. Đó. Đến cái tụ đục tuổi này rồi là thích mặc những cái bộ mà thoải mái như vậy nè mấy chị. Nhưng mà kiểu cọ rất là sang luôn nha. Rồi ok hết hàng. T1 M, T1 L giúp em là hết hàng. Em nói rồi là không có chờ ai đâu, không có chờ, chờ chi nữa, có hàng đâu mà chờ. Rồi T1 kèm size khách mới đặt hàng kèm số điện thoại. Hồi xưa mà lên live mà có kéo dài thời gian cho người coi vô đông đông nha, không có giờ vô là bán luôn, vô là dứt luôn nha. T1 M, T1 L giá 120, rồi chốt đi cưng ơi. Nguyễn Phát có hàng rồi, vào xem tin nhắn đó chị ơi. Mọi người nhìn, mọi người thử nghĩ cái thời buổi bây giờ, hiện đại bây giờ ấy, mọi người nhìn bộ đồ nè. Kiểu cọ cầu kỳ như vậy mà mấy chị mua bộ đồ này 120 cành hoa thiệt sự. Mặc rất chi là đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng mà em buồn cái anh Phở anh không có độ em nè. Đó. Rồi T1 kèm size hết chưa anh ơi? T1 M, T1 L giúp em con này, giá 120 cành hoa con này giùm em. Có set 3 món, đợi ly một tèo nha. Đợi với ly một tèo. 100 nha anh ơi, chơi cho tới nay. Rồi ok cả nhà, để chút xíu em lên áo ngang cho mọi người. Rồi hết hàng. T1 ML nha cả nhà, giá 120 cành. Rồi cho em mượn cái điện thoại của anh đi anh ơi. Ok mọi người, bây giờ nè, cái mã 3 món này Ly còn duy nhất có một màu thôi. Không phải là Ly còn mà do là bữa hôm cái nhà đó họ sale cho Ly, họ sale trước hai màu. Cái cọn màu này họ đang bán chạy hàng quá, họ không chịu sale cho em. Thế bây giờ họ quăng qua họ sale cho Ly tiếp tục. Nguyên bộ này 3 món, Ly bán cho chị em mình con này với giá là 130. Comment đơn giản có một màu một thôi. 3 món kèm size M, 3 món kèm size L giúp em con này nha. Một cái áo dây có đi viền kèm theo một cái quần ống suông nha. Kèm theo cho Ly một cái quần ống suông và kèm theo cho Ly một cái áo khoác rất là dễ thương. 130 cành cho Ly 3 món kèm size M, 3 món kèm size L nha cả nhà nghe. Ok. Ok con tê tê. Tê không mọi người. Tê quá 130 thôi anh ơi. Rồi 3 món kèm size vì nó có một màu à. Hàng này mấy chị thấy Ly đã bán qua rồi á. Nhưng mà mấy hôm là mấy bà đó bà sale hàng cũng kỳ lắm. Mấy bà sale hàng cho Ly kiểu như là bà tiếc á mấy chị.
bà sale cho Ly mà bà tiếc á, xong rồi cái cứ là cứ còn màu, cái bà cứ ở sale lỡ gì đó, cái bây giờ còn màu này nè, đó lên hốt rồi cả nha. Rồi, ba món kèm size khách mới đặt hàng kèm số gọi Úc Giang, chỉ có tên 1L rồi vào xem tin nhắn nha chị. Rồi, ok. Ba món nha, nhiều. Trời ơi, em nói thật luôn á. Em bán cho mấy chị giá trong hai, mọi người vô hốt trước đi nè. Rồi chút xíu mình mua đồ cho chồng mình sau nha. Xin không? Cái áo khoác rất là đẹp. Chị Phượng đặt hàng lên số điện thoại. Nha. Đẹp lắm luôn á mọi người, vải giản nha cả nhà. Ba món kèm size M hoặc ba món kèm size L giúp em con này. Giá 130 cành nha mọi người nha. Rồi em lười mặc vô tại vì do là nó có một màu duy nhất thôi mọi người. Cái này nó có một màu duy nhất ha. Cái này cái áo của nó sẽ là như vậy nè. Đây, cái áo của nó sẽ là như vậy ha. Rồi kèm theo cho Ly cái quần có màu một hả cơ? Rồi hai size M và L giúp em. Đó, một cái quần ống suông như vậy giùm em nè. Rồi kèm theo cho Ly một cái áo ha. Và kèm thêm cho Ly một cái áo khoác 130 đó cả nhà. Ba món kèm size M, ba món kèm size L giúp em là Ly hết nha. Bộ Ly đang mặc đi Ly ơi, từ từ nha, bộ Ly đang mặc hết rồi. Bộ Ly đang mặc hết hàng, em còn màu đen nhỏ thôi. Màu đen là cái màu best seller, hầu như mã nào chị em mình cũng có màu đen nhiều. À, nên là bộ Ly đang mặc, mọi người đợi em xíu. Rồi em chốt ba món hàng lên số thoại Trần Thủy rồi. Ba món bữa giờ chốt hụt. Đó, bây giờ chốt hụt thì về tiếp nè, mấy chị chốt tiếp nha. Ba món kèm size M hoặc ba món kèm size L giúp em con này. À, giá của nó sẽ là 130.000 cho ba món. Một cái quần ống suông kèm theo cho Ly một cái áo nè. Và kèm theo cho Ly một cái quần. Đó, quần ống suông dễ thương cực kỳ. Rồi, cái gì? Rồi, ba món kèm size M, ba món kèm size L giúp em con này. Hầu như là cái bộ nào mà Ly dính trong người của Ly á là mấy chị cứ chú ý tới bộ đó là nhiều. Thành ra là mọi người yên tâm, tại vì do bộ này bữa hôm Ly bán qua rồi đó, nhưng mà còn cái màu này á bên xưởng á, họ không có chịu sale cho Ly á. Thành ra là bữa nay họ mới sale lại cho Ly. Thành ra là có màu một à, Ly lười mặc vô á, có màu à, còn hai cái thôi. Rồi ba món kèm size M, ba món kèm size L giá 130.000 cả nhà. Rồi. Đẹp lắm, 130. Ha, à, mở màn đầu like trước nha. Xong sau đó mình sẽ lên áo nam nha cả nhà. Áo nam xịn lắm mà có mấy chục ngàn à mọi người. Mấy chục ngàn một cái đấy nha. Rồi, ok, ba món còn mấy cái nên chốt cho em nha. Ba món hai size M và L giúp em con này giá 130 cành, bùng đẹp lắm. Mọi người nhìn cái quần nè, mà vải mùa này mấy chị mặc mấy cái vải này là đúng bài cả nhà ơi. Mùa này ở cả nhà mặc với mấy cái vải là đúng bài, nó dễ chịu nè. Mùa mưa, mùa ơ rồi tới nè, mặc ở nhà dưỡng kem, dưỡng ơ cũng đã nữa. Thiệt. Mà trong khi đó mọi người bỏ ra có 130.000. Em nói thật mấy chị mình mua bên ngoài nha. Thí dụ mà bộ đồ mà mấy chị mua mặc ủng kem cũng đã là 130-140 một bộ rồi, mà vải nó không đẹp đâu, form của nó một cái kiểu đơn giản bình thường thôi. Còn mấy cái bộ này nè, chị em mình mặc sức kem vô cho Ly xong nha. Ở mặc cái áo khoác vô ủ kem là đúng bài luôn. 130 cành đó là ba món kèm size M, ba món kèm size L giúp em con này nha. Giá 130 là Ly kèm size vô. Ok cả nhà hết rồi đó. Dạ, ba món kèm size giùm Ly nha. Ba món M, ba món L. Ok. Rồi chuẩn bị T1 em hết, là bộ đang mặc em hết, nhưng em sẽ còn màu đen nha quý vị. Đây. Đó. Xuất sắc không? Khi mà mọi người mặc vào á thì cái phần eo của mình nè, à, đây. Đó, thấy chưa? Phần ở đây sẽ là có dây kéo hạt dưa. Chị em mình thích đó, thích nó biến tấu, nó hở tới đâu thì nó tự động nó bo vô dạng ra tới đó. Màu đen đó là T2 kèm size. Hai size M và L giúp em. Nếu mà mọi người ơi, em Ly báo số ký nha. 53kg đổ về mặc cho Ly size M. 58-60kg đổ về mặc được cho Ly size L, vì nó form nó giãn 4 chiều, nó rất là dễ mang luôn bộ đồ này. Rồi cho Ly con này là mã T2 kèm size nha quý vị. Màu đen là bộ chổng Ly đang mặc trong người nè. Đây. Siêu đẹp luôn. T2 kèm size M, T2 kèm size L giùm em. 120. Eo ơi, máy trá mình ơi, đẹp lắm, hàng double 2 lớp nha, bởi vì em nói rồi. Hàng double 2 lớp. Siêu xịn sò luôn, cái form rất là đỉnh, vải mặt rất là đã. T2M, T2L giùm em con này. Rồi, T2 kèm size, khách mới đặt hàng kèm số điện thoại em ạ. T2 là màu đen quý vị ơi. T2 là màu đen nha. Nè, ở đây là có cái dây kéo hạt dưa nè, chị em mình thích họ tới đâu thì mấy chị kéo lên.
kéo ra dẫn vô tới đó nè, đó thấy chưa. Rồi cái form mặc vô đúng đẹp luôn á mọi người, cái form mặc vô đúng sừng sò luôn, nó đổ ngay phần đây nè, đó nó nhúng ngay phần đây đó ha. Rồi T2 em chỉ còn T2 thôi nha, T2 hai size M và L giúp em con này, giá chỉ có 120 cành hoa nha cả nhà. Rồi em đi thay cái con T2 cho chị em mình xem nha. Rồi T2 kèm size thấp mới đặt hàng kèm số điện thoại. Em thích nó cái là nó có dây kéo hạt dưa á mọi người, nó nhúng lên được đẹp lắm, nhìn dễ thương. Mà mấy cái vải này em nói thật luôn, mọi người mua về mọi người xài á, mọi người không có cần mặc vô, không có cần ủi ời hết trơn, khỏi ủi khỏi ời hết trơn. Không cần ủi, không cần ời hết trơn, khỏi ủi nha. Không cần ủi, không cần ời gì hết, lên áo nam chưa Ly? Dạ chưa. Bây giờ em xong cái mã này Ly sẽ lên áo nam liền cho chị em mình á. Rồi mã Ly đang mặc trên người đó là mã T2 kèm size hai size M và L giúp em. Em chỉ còn duy nhất màu đen nha cả nhà. Ly chỉ còn duy nhất con này là màu đen. Đỉnh không? Cái form ta nói ha, 120 đẹp quá cả nhà ơi. Rất là sang luôn. Mọi người cứ nghĩ cái thời buổi bây giờ cầm 100 hơn mua một bộ đồ kiểu cọ cầu kỳ vậy mặc sướng không? Quá là sướng luôn, em nói thật luôn. Chưa bao giờ sướng như bây giờ luôn á. Thấy bà sướng á. Ok cả nhà nè. Không. Rồi cho Ly T2 kèm size M, T2 kèm size L là Ly hết hàng. Giá 120 cành hoa. Dùm em nha. Mới xảy con mà 7 luôn mấy chị ơi, vô luôn. Vô luôn. Thảo Nguyễn đặt hàng lên số hội. Mấy chị thấy không? Rất là dễ thương luôn, giá 120 nha cả nhà. Giá 120 cành. Rồi cho Ly con này là T2 kèm size M, T2 kèm size L giúp em con này. Sang Thảo Nguyễn đặt hàng lên số thoại với chị Khách mới, lên số thoại em nha. Hả Kim, hả Lai, cưng các bài Lai dùng Ly luôn bà con ơi. Ôi giời ơi, trời ơi, một ngày một anh phỏ một ngày một bóp luôn á trời. Thiệt á, nghĩ sao mà được vậy luôn á. T2 nha cả nhà, T2 kèm size M, T2 kèm size L. Nhưng mà hả, hết hàng rồi đó. T2M, T2L giá 120 nha cả nhà. Rồi cho chị mấy cái áo nam đi tìm nè. T2M, T2L nha quý vị. Đẹp quá, 120 đó cả nhà. Mọi người ơi, tích cực chia sẻ bài like dùm em nha. Chứ anh Phận bất đắc dữ lắm luôn. Nghĩ sao mà giờ có 300 người coi à, ông nội ô hay là trời nha. Rồi ok cả nhà, T2 kèm size M hoặc T2 kèm size L, mỗi một chị thương yêu quý Ly á, chia sẻ dùm Ly xíu nha cả nhà nhờ, để cho nhiều người vô coi với em chứ bán một đồ rẻ quá, rẻ chất lượng quá. T2 hai size M và L giúp em con này, giá 120 cành hoa. Dạ vâng, hết hàng chưa? Rồi đưa nguyên cái bao đó lên cho chị luôn, lên áo nam nha quý vị yêu ơi. Rồi T2, các chị vào kiểm tra tin nhắn nha, nhận được tin nhắn là có hàng. Giá 120 cả nhà. Còn một cái M.
Rồi còn không? Hết luôn à? Hết luôn rồi cả nhà ơi. Còn một cái size M thôi. Để em xíu nha, em ghim bài cái. Cái này có mấy size vậy Tiền hả? Em xíu nha. Rồi, ok mấy chị. Rồi cái máy phun tinh dầu quá thơm luôn rồi. Nhưng mà từ từ đi. Lên từng cái một. Ok cả nhà. Mỗi chị ơi, mỗi một chị hỗ trợ chia sẻ vài like và tương tác vài like giúp em một xíu. Rồi ok cả nhà. Rồi, à, hết chưa? T2 hết chưa cưng? T2 em hết hàng rồi mấy cháu ơi. T2 Ly xin phép Ly hết hàng. Ok cả nhà, để em ghim bài cái nha cả nhà ơi. Để Ly ghim bài đây. Ok cả nhà. T2 hết chưa? T2 hết rồi. T2 hết rồi mọi người ơi. T2 em hết hàng rồi. Bây giờ lên Thảo Nam nha. Máy tré mình. Trời ơi nè. Mọi người nhìn giúp em cái bài ghim nha cả nhà. Cả nhà nhìn cho Ly giúp Ly cái bài ghim nha mọi người. Nhìn giúp Ly cái bài ghim. Cái lô áo nam đợt này em nói thật luôn á. Mấy anh nhà mà nhìn vô không có chảy nước miếng em không lấy tiền. Nhìn cho em cái bài ghim và nhớ giùm em báo số ký cho cả nhà mình luôn luôn, lúc nào cũng thoải mái cho các anh bụng to luôn á. Thành ra là cả nhà có thể là cả nhà cũng thấy là ừ sao Ly nó báo số ký nhỏ quá vậy. Dạ em trừ hao cho những anh về mặt thoải mái, tại vì đàn ông đa số mấy ổng không có thích mặc quá ôm. Thành ra là Ly sẽ báo số ký hết sức là thoải mái nha cả nhà nha. Size nhỏ nhất đó là size M60kg đổ về. Đó, rồi size L là tăng lên cho Ly 5kg, size XL tăng lên 5kg và size 2X là tăng lên 5kg nữa dùm em nha. Rồi ok, bắt đầu dùm Ly con này là mã N1 kèm size. Cái lô này nó đẹp một cái luôn đó mọi người. Mọi người mua được cái áo này 89.000 cho anh nhà mình mặc á, là đảm bảo anh nhà mình cứ kêu là mấy chị đi săn áo này cho mấy ảnh mặc nữa. Tại vì không có, lâu lâu mới có sale đó cả nhà. Rồi cho Ly con này là N1 kèm size đi cả nhà ơi. Bắt đầu lên nha cả nhà. N1 kèm size, ở đây nguyên con màu trắng. Ở đây đi cho mấy chị một cái logo nè, 89.000. Rồi cho Ly con này là mã N1 kèm size dùm em con này. 4 size M, L, 1X, 2X. Và nhìn cho bé Ly cái bài ghim dùm em cả nha cả nhà. Nhìn cho cái bài ghim xuất sắc lắm. Em nói là lô áo nam bữa nay là xuất con bà sắc luôn á mọi người. Đó nha. Rồi cho cái con này là N1. Bắt đầu N1 nha cả nhà. Số lượng ít lắm hả cưng? Số lượng cực kỳ ít luôn á mọi người. Cái phần đây không phải là bằng miếng vải đâu cả nhà. Nó là bằng một cái miếng phụ liệu đó. Họ may vô cho chị em mình á. Một cái miếng phụ liệu họ may trực tiếp vô luôn cho chị em mình. N1 kèm size 4 size cả nhà ơi. Đẹp quá. Đẹp không? Nhìn cho Ly cái bài ghim nha mọi người. Nhìn cho Ly cái bài ghim nha. N1 kèm size đi. Đẹp quá. Không, số lượng không có nhiều. Nhưng mà lô này đợt này là cái gu mà nó kiểu như cái gu sang á mọi người. Đẹp lắm. Nè. Cho mấy ổng mà mặc quần sọt á, mặc quần sọt. Đi du lịch cho em cũng đẹp, mà mặc quần tay đóng thùng, mặc đi ăn tiệc cũng đẹp luôn mấy cái áo này. Nha, áo nam giùm em. Rồi cho Ly con này là mã N1 nha mấy chị. N1 là mã này. N1 kèm size giúp em con này. N1 kèm size. N1 kèm size. Hết hàng rồi. Rồi tiếp N2 đi cưng ơi. Hết hàng rồi đó mấy chị. Em nói là hàng này có rất là ít. Tại vì hàng này người ta sale cho mình á. Thành ra là mới có giá 89.000 thử mấy chị. Cái áo này mà vô shop mấy chị treo lên 200 mấy là chuyện bình thường trong cuộc sống luôn. Đúng không? Rồi ok. Tới màu kia tiếp theo. Màu trắng là chủ đạo. Đúng không bé? Phải không?
đó. Nhưng mà em sẽ ly lai xen kẽ cho chị em mình như thế này. Cái này có thiêu luôn nè mọi người. Con này thì đẹp kìa mọi người ơi, đẹp quá cả nhà ơi. À, con này mấy trái chơi ly, con này là N2 đi cả nhà. N2 kèm xay. Mấy ẩm hả mặc được chứ. Mấy cái áo này là tao nói rồi rồi rồi. Rồi chơi ly con này là N2 kèm xay. Rồi, N1 em hết hàng của chị Hoa N2 giùm em nha. Nâu trắng đen. Nâu trắng đen đặt tụng mình vô cho chị thấy màu. Nâu trắng một đen. N2 chốt không vậy? Chốt. N2 kèm xay nha cả nhà, nhìn giúp ly cái bài ghim nha mọi người nha. Đẹp quá. Trời ơi mấy chị ơi, sang mà đẹp cực kỳ, thêu nha mấy chị, không check in đâu nha. Cái này là thêu hết luôn á cả nhà. Rồi giúp ly con này là N2 kèm xay M, N2 kèm xay L giúp em con này. Siêu đẹp luôn cả nhà ơi. Ở quên lộn, N2 và nhìn cho ly cái bài ghim ở dưới nha cả nhà. Em ly có ghim bài nha mọi người nha. Rồi mấy chị vào kiểm tra tin nhắn nha, nhận được tin nhắn là có hàng rồi. Đồ nam nhà ly mãi đỉnh dạng, cảm ơn mấy trẻ rất là nhiều. Rồi cho ly con này là N2 kèm size giùm em con này, đẹp hả? Mấy chục ngàn, làm gì mấy chị vô shop mấy chị mua được mấy cái áo này mà mấy chục ngàn mọi người. Rẻ gì cũng 200 nha, rẻ gì cũng phải 200 nha. Nhưng mà ở đây thì mọi người gắng cố gắng mọi người săn. Tại vì do là không có phải là mẫu nào nó cũng có số lượng nhiều. Mỗi một mẫu nó có số lượng ít ít thì thôi à ha. Rồi cho ly N2 ạ. N2 giúp em. Rồi N2 là lý hàng. Xỉu dành đẩy ra. Rồi N2 còn sang M nè mấy chị ơi. Rồi ok mấy trẻ mình, đây đưa chị cái N2 đi. Mấy chị mà có em út con cháu gì ở cả nhà, mấy trẻ mình có em út con cháu gì á, mấy trẻ mình giận em út con cháu gì á, giận cho buổi live ngày hôm nay cho em. Rồi cho ly con này là mã N2 kèm size nha cả nhà. N2 kèm size M nữa. À còn M thôi hả? Hết tất cả. Còn M thôi mọi người ơi. M là em báo 60kg nhưng mà có thể là 63-65kg đủ về vẫn được. Tại vì em báo cái số ký là em báo hết sức là dễ mặc cho chị em mình đó nha. Rồi chơi đây con này là mã N2 kèm size M giúp em con này. N2M rồi, mấy chục ngàn mấy chị ơi. Có em út con cháu thì mua cho nó đã cái nư thiệt sự. Vài chục ngàn một cái. Những cái áo nè. N2 em còn M thôi mấy cá. N2 bé ly còn size M thôi nha. Rồi lên luôn. N3 đi ạ. Đẹp không? Cho chị cái bao bì đi. Em nói là cái lô này nó khác biệt hoàn toàn với cái lô, những cái lô trước đây đi bán á. Tại vì do là cái vải nó cũng khá là đẹp và cái kiểu của nó khá là sang ha. Rồi cho ly con này là mã N3 kèm size. N3 kèm size giúp em con này, nhìn cho ly cái bài ghim nha mọi người. Và nhớ giùm em hàng này nó rất dễ mang. Thí dụ anh nhà mình á có 78 hoặc là 80kg mà cũng có thể mặc được luôn cho ly size 2X. Vì lại ly báo cái số ký là anh trừ hao thoải mái nha cả nhà nhá. Rồi cho mấy con này là mã N3 kèm size nha. N3 kèm size. Nè, nhìn này hàng nè cả nhà ơi. N3 kèm size giúp mấy con này nha mọi người. Đẹp xuất sắc chưa? Trời hàng đẹp quá à. Vải nè. Nhìn cái vải nè mọi người nha. Nhức nách cả nhà ơi. Nhức nách N2 nha, N3 nha. N3. Con này là N3 giúp em con này nha mọi người. Dạ. Đẹp quá hà. Thiệt á. Mọi người nhớ giùm em cái lô này là không có chê in nha mấy chị. Tất cả đều là thêu hết nè. Cái nào mà cái mã nào mà in là Ly sẽ báo lên. Còn không là tất cả là thêu hết. Đó, thêu là mấy chị mặc đời đời luôn. N3 hết hàng. N3 Ly hết hàng nha cả nhà. Màu đen Ly ơi, đúng ok mấy chị. Màu đen nha. Đen nha. Đây. Nhìn cái áo kìa. Nhìn kìa. Ú là chọn N4 đó cả nhà. N4 kèm size bao bì tụi nói nè mọi người ơi. Mấy chị vào xem tin nhắn nha, nhận được tin nhắn là có hàng mấy chị ơi. Rồi cho biết là con này là N4 kèm size giúp tụi nó. Hết hàng rồi, mấy chị qua N4 nha. N4 kèm size giúp em nha. Tay áo nè. Cái miếng ở chỗ này nè mọi người, đó là miếng phụ liệu đó. Nó không phải là miếng vải bình thường đâu, miếng phụ liệu á, nhìn nó chắc chắn và nó chắc cú cực kỳ luôn á cả nhà. Nè cái miếng tay nè, tay phổi nè. Rồi cho ly con này là N4 kèm size. Nhìn cho ly cái bài ghim mấy chéo ơi, còn hỏi giá bao nhiêu nữa.
em có ghim bài một chữ chằng dằn nó cả size và cả giá tiền số ký em có ghim á mấy chị ơi, hỏi giá nhiêu nữa khổ quá. Rồi chơi lên con này là 4 kèm size nha mấy chị, con này là màu đen, cái tay phổi hơi bị cưng luôn á cả nhà, quá đẹp. Hàng này em đố mọi người tìm ra được giá mấy chục ngàn đó, em đố mọi người luôn á mọi người ơi, em đố mấy bà tìm được mấy giá mấy chục cành đó nha. Rồi chơi lên con này là N4 kèm size dùng em, N4 kèm size nha, lâu rồi không mua đồ cho chồng đúng không, hôm nay có lô này vỏn vẹn nó có tầm khoảng ngàn hơn rồi, có ngàn mấy ngàn thôi, ít lắm mọi người, thành ra là gắng cố gắng nha, mỗi một mẫu nó có 10 cái hả tìm, 20 cái hả, có 16 cái là mỗi một size nó có chỉ 3-4 cái thôi, nên là gắng cố gắng nha. Rồi mấy chị vào xem tin nhắn giùm em nha mấy chị ơi, nhận được tin nhắn là có hàng nha. Rồi hàng số lượng nó hơi ít, mấy chị thông cảm nha. Thông cảm, lô này nó rất là nhiều mẫu. Lô 4 hết hàng, mấy chị vào kiểm tra tin nhắn liền giùm em để biết mình có hàng hay không nha mấy chị. Lô này nó cực kỳ nhiều mẫu mấy chị, màu nâu chưa lên đúng không ạ? Lô này nó cực kỳ nhiều mẫu nhưng mà mỗi một mẫu nó có ít thôi, thành ra người ta mới sale cho mình đó mọi người, chứ hàng nguyên đai nguyên kiện mà nhiều số lượng nhiều á người ta không có sale cho mình đâu. Con này là màu nâu đúng bảnh luôn, con này mấy ổng mặc không bảnh, không bảnh tỏn xà lỏng em không lấy tiền, màu nâu nhá. Rồi cho lên N5 kèm size, N5 kèm size mỗi một size nó có 4 cái gì thôi, mọi người gắng cố gắng cùng em nha. Thí dụ mấy cái chị đặt N4 không được thì chút xíu mình qua N5 không được chút xíu mình qua N6, chịu khó giùm em mấy chỗ đó nha. Rồi cho lên con này là mã N5 kèm size. Rồi chốt đi, màu quá sang luôn. N5 nha. Rồi N5 kèm size, N5 kèm size. Rồi N4 em hết thì mấy chị tranh thủ qua N5 giùm em nha. Quá là bá phát luôn á mọi người, bá phát không? Cái vải đẹp lắm. Mấy lần trước chị mua đồ nam nhà Ly ông chồng chị thích quá trời ạ. Dạ em cảm ơn mấy trẻ. Với mà mọi người ơi, biết làm sao không? Em Ly báo cho cả nhà số ký về mấy ổng mặc đẹp đúng không? Bởi vì mấy bả khoái lắm. Tại vì em bán đồ nam mấy năm nay thì cái những cái kinh nghiệm, những cái lô trước đó đó thì em đã rút kinh nghiệm rồi. Em Ly không có báo số ký nó quá kích cho mấy anh nhà. Thành ra là những cái lô sau này em báo số ký nhẹ lại để cho mấy anh về là mấy anh mặc được thôi. Thành ra là những cái lô sau này mấy chị cứ khen miết à, Ly ơi áo em Ly báo số ký vậy anh về mặc vừa y. Hầu như là 10 chị nhận xong đều là khen, đều là hỏi nữa. Nhưng mà cái này lâu lâu mới có một lô ha. Rồi cho Ly con này là mã nữa, 5 kèm size. N5 kèm size giúp em con này. N5 Ly hết hàng mấy chế mình ơi. N5 mới Ly hết hàng nè. Rồi mấy chị vào xem tin nhắn liền em nha. Trắng có hả mọi người? Cả về là có hàng mấy chị. Ok, trắng nha. Trắng nha mọi người, trắng mà phối xanh đen, mọi người yên tâm, hàng này hàng công ty, hàng cao cấp, thành ra là về cái vấn đề lem màu không có đâu. Hàng mà khi mà mọi người nhận về mà có lem màu em cho đổi 100% hết, khỏi lo nha, tại vì công ty, bên công ty họ cũng bao em đó, thành ra là không có bị vấn đề lem màu đâu. Mọi người thấy nè, vải là vải phải xịn nha cả nhà, vải là vải xịn không biết rồi, cái đó đúng rồi anh ơi. Hàng này chị bốc điều cho mình đó, điều mẫu hết luôn. Rồi ok, N6 kèm size mọi người ơi, N6 kèm size, mọi người tích cực hỗ trợ dùm Ly nha. Mấy chị nào mà có này đẹp không à, hàng này hàng cao cấp nên là cái vấn đề lem màu em Ly sẽ bao cho chị em mình, mọi người không lo đâu nha. Nhiều khi mấy chị thấy áo trắng mà phối với cái này thì mọi người ngại, nhưng mà riêng em sẽ bao cho chị em mình, công ty họ cũng bao em cũng bao lại cho chị em mình ha. Rồi N6 chốt cho tôi, anh là sáng chốt mình chứ. Rồi N6 kèm sao chốt đi. Phân bự phân to đẹp lắm mọi người, em nói là cái lô ngày hôm nay, cái lô ngày hôm nay em nói là không có thể nào mà chối từ được luôn. Vấn đề là anh phở ảnh bóp em đó. Rồi chơi lên con này là N4 kèm size, N6 kèm size nha mọi người, N6 kèm size. Anh phở bóp như vậy mà chốt rồi, nãy giờ không được. Anh phở bóp như vậy mà chốt không được hả? Nói chung á mọi người, thì cái lô này người ta sale cho mình đó thì cái số lượng nó có rất là ít luôn, mỗi một mẫu thì cũng giống như Ly nói, mọi người gắng cố gắng ở đây chơi với em nha. Thí dụ mình đặt N6 không được, mình đặt N7, N8, N9, N10 tới N40 lần mọi người ơi.
N40 này 50 nó là 54 50 kiểu luôn á. Nha, cố gắng nha. Rồi hết trơn rồi. N6. Rồi. N6 kèm size nha cả nhà. N6 kèm size giúp em con này là đi hết. Đẹp quá mọi người ơi. Nãy giờ chế nào chưa đặt được hoặc là chế nào mới đặt có một cái thì ráng cố gắng mua ít gì cũng phải 3 cái nha. Em nói thiệt, cái lô ngày hôm nay lâu lắm rồi đi không có được cái lô áo nam nào xịn sò. Em Ly cũng khá là kỹ tính luôn cả nhà. Nhiều khi hả, cái đồ mà phải rẻ mà bắt buộc phải đẹp nha. Vừa muốn rẻ mà vừa muốn đẹp nữa đó là em đó. N6 chắc hết rồi. Đẹp quá. Rồi, ok, lên màu mới nha cả nhà. Màu mới không mà. Và mấy chị coi bàn kim để biết mình đặt size gì nha mấy chị ơi. Coi bàn kim nhìn em nha. Đẹp không? Rồi N6 hết hàng. Rồi N7 mọi người ơi. Đẹp quá. Ở đây là thêu nè mấy bác ơi, những cái tay áo nè. Những cái phụ liệu nó của nó không, mấy chị nhìn cái phụ liệu của người ta làm không á, là mọi người biết được là cái hàng nó xịn nha. Cái phụ liệu nè, mọi người nhìn cái phụ liệu nè. Trời ơi, cái phụ liệu này tiền không đó mấy chị. Nghĩ sao bán cái áo 89.000 cho chị em mình vâng ạ. Thành ra là mọi người gắng tích cực hỗ trợ em nha. Chia sẻ bài like dùm em và ngồi đây chơi với em xíu. Ví dụ mà mã này mình không được thì đừng có nóng vội ha. Ở đây chơi xíu sẽ được hàng. Ở đây chơi với em xíu sẽ được hàng. Rồi chơi lên N8 cho em xài. Đúng không cưng? N7 hay N8? N7 mọi người ơi, màu nu là N7 nha. N7 là màu nu nha mọi người ơi. N7 là màu nu. Mọi người chịu khó nhìn giúp với Ly cái bài ghim nha cả nhà ơi. Rồi ok cả nhà. Đẹp không? Xuất sắc không? Rồi con này là N7 nha cả nhà. Con này là N7 kèm size. Áo nam nhà Ly chồng chị khen đẹp á. Dạ em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị. Áo nam nhà Ly chồng chị khen đẹp rồi. Dạ em cảm ơn nha. Rồi N8 kèm size dùm em mà được trắng này. N7 kèm size. Rồi N7 em hết hàng rồi mấy chế ơi. Thời gian này vàng là bạc, nhanh chóng tốc độ lên luôn mấy chị ơi. Nha. Đẹp quá. Đẹp hả? Hình hàng nè. Đẹp quá. Đẹp quá. Cứ thể màu trắng mà lên phối là nó trời ơi tê, mọi người ơi nó tê tái luôn á cả nhà. Rồi cho Ly con này là nữa. N8 kèm size giúp Ly con này nha mấy bà. Mã này mấy chế cho Ly con này là N8 kèm size. N8 nhìn giúp em cái bài game nha, nhìn giúp Ly cái bài game. Rồi cho Ly con này là N8 kèm size mấy chế mình ơi. Rồi lên luôn mấy chế. N8 kèm size, N8 kèm size. Đẹp quá. Dạ, 8. Rồi cho Ly con này là N8 kèm size giúp em con này. 89.000 đó mọi người. Chị vào xem tin nhắn nha, nhận được tin nhắn là có hàng hả? Đẹp quá. Lô này chủ đạo là màu trắng là nhiều đó mấy chị. Tại vì trắng là tầng đó nói là ô tô là sang ha. Thí dụ mà mấy anh nhà mà ngày hôm nào đó đó mà mặc đi ăn tiệc á, mấy chị cứ cho mấy ảnh mặc mấy cái quần tây đóng thùng vô gì là đẹp nè nha. Mặc quần tây đóng thùng đi ăn tiệc, tiệc cưới, tăng gia, tiệc gì, tiệc gì đó, những tiệc á, những buổi tiệc á đó. Còn khi nào mà đi du lịch á, mặc cho Ly quần sọt rin đó, đóng mặc cho Ly quần sọt rin bỏ áo ngoài là đẹp. Rồi cho Ly con này là mã nữa, N8 kèm size nha cả nhà. Nhìn cho Ly cái bài ghim nè mọi người ơi. Và mọi người cứ bình tĩnh nha mọi người ơi, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Mã này không được chút xíu mình được mã khác nha. Tại vì do là cái số lượng hàng mỗi một size nó có 4-5 cái thôi nha, thông cảm giùm em. Rồi cho Ly con này là mã N8 kèm size. N8 em hết rồi cả nhà ơi. Rồi mấy chị vào kiểm tra tin nhắn liền giùm em nha mấy chị ơi. Kiểm tra liền giùm em nha, đã biết mình có hàng hay không nha mấy chị. Em quay nè, em quay nè. Đẹp quá. Đẹp quá cả nhà. Đẹp quá. Còn ở đây thì cái phần cái chữ ở đây là chữ thêu, còn những cái chữ nhí nhí là in nha cả nhà nhá. Rồi ok, đẹp xuất sắc. N
Nồi chính kèm size giùm em. Mấy chị qua nồi chính giùm em nhé. Nồi 8 hết rồi đừng comment nữa mấy chị. Qua nồi chính. Uy Nguyễn đặt hàng lên số điện thoại. Rồi lên cho bé Ly con này là nồi chính kèm size giúp em con này. Nồi chính kèm size giúp em nhé. Em bình tĩnh lắm rồi nhưng vẫn chưa chốt được hàng. Bình tĩnh lắm rồi mà chưa chốt được hàng hả? Cố gắng lên đi, mới có nồi chính mà. Còn nồi mấy chục lần á. Tới nồi mấy chục lần á, tại vì nó nhiều mẫu đó mấy chị. Nó nhiều mẫu lắm. Rồi cho Ly con này là mã nồi nồi chính kèm size giúp Ly con này nha mấy chị. Nồi chính kèm size. Đẹp xuất sắc. Cái phần ở đây là thêu nè mọi người. Đó. Đẹp không? Đẹp quá. Sao đẹp đẹp không vậy trời? Như vậy mấy lấy tiền mấy chị được chứ, đúng không? Chứ mọi người nghĩ coi, một ngày mà cái một ngày là làm ăn một càng khó khăn mà hàng không đẹp, không xịn, giá không rẻ thì làm sao lấy tiền mấy chị được? Em nói thiệt. Nồi chính kèm size giùm em con này. Nồi chính kèm size nha. Đẹp quá chị. Màu đen màu gì cũng có trên cả nhà. Nhưng mà màu có màu xám nữa nè. Rồi hết hàng cả nhà ơi. Còn cái này em chưa lên kịp với mấy chị cái máy phun tinh dầu á. Em là trong phòng em lúc nào cũng phải có, một là máy, hai là sách thơm, ba là đèn cái gì ra? Đèn cày á, đèn cái gì? Đó, em phải có mùi thơm trong phòng mới được. Nhưng mà em chưa lên kịp cả nhà ơi. Đẹp không? Nhìn cho Ly cái bài ghim nha, mấy chị mới vô cứ nhìn cho Ly cái bài ghim. Trời ơi, nó có cái màu đẹp dữ lắm luôn á cả nhà. Dạ trẻ bé lớn gì mặc cũng được hết, mấy cái kiểu này nó sang mà nó đẹp gì đâu luôn á. Rồi N10. Rồi lên cho Ly N10, sếp Ly đang mặc hết hàng rồi, em chuẩn bị em đi thay nha. Rồi N10 kèm sang. Sếp Ly đang mặc bộ đi, Ly đang mặc hết hàng hả cưng? Hết hàng rồi, em còn hai màu mới á. Rồi mã này biết chế cho Ly con này là N10 kèm size nha cả nhà. N10 kèm size giúp em con này. Quá đẹp. Đẹp hả? Cái cách phối rất là ưng ý phía sau này. Đó. Nên chính hết hàng mới chị qua N10. Qua N10 giúp em. Chỗ đây là thiêu luôn á đó. Chỗ đây là thiêu luôn á. Áo nam mua của Ly mấy đợt rồi, chồng chị khen quá trời đó. Thích ha. Thích lắm luôn á cả nhà ơi, nhưng mà cái này phải đợi á, phải đợi người ta sale chứ không thôi là nếu mà cái này người ta sale hoài em Ly cũng bán hoài luôn, tại vì bán là khách cứ mua lại, bán là khách cứ mua lại, thành ra là bán hoài được hoài luôn á. Nhưng mà do là em phải đợi người ta sale cho mình á mới có hàng để mua á mọi người. Đó. Rồi cho Ly con này là mã N10 kèm size. N10 kèm size nha. Rồi ok em đi thay bộ mẫu cái đã nha. Không có bài ít nha chị. Có hai ít không mấy chị? Mấy chị vào xem tin nhắn liền em nha, để biết mình có hàng hay không mới đặt tiếp nha mấy chị. Rồi, N10 hết hàng rồi, mấy chị vào xem tin nhắn nha. Chị vào xem tin nhắn là nhận được tin nhắn là có hàng mấy chị. Mã nào mấy chế nhận được tin nhắn mã nào là có hàng mã đọc hết cả nhà. Chưa khoan, lên tiếp N11 nha. Màu đen nha cả nhà. Bây giờ chúng ta lên màu đen nhá, mọi người nhá. Rồi, ok.
nãy giờ ít có khi lên màu đen, mà cái đen này nó phối cái màu rất là hay ha cả nhà ha, cái đen này nó phối cái màu rất là thơm ngon cả nhà. Rồi chơi con này là N11 kèm size nha bà con, mã này biết cái chơi con này là N11 kèm size giúp em con này. Rồi coi được không? Rồi chơi con này là N11 kèm size, chốt cho tôi thôi. Rồi chốt N11 đi cả nhà, theo nha mọi người nè, ở đâu ra. Em bán giá này cho chị em mình tới nái luôn cả nhà ơi. Đó, có cái 800 mấy, có cái 700 mấy ngàn luôn á, một cái á, hàng trong store ta bán á. Rồi cho lên con này là mã N11. Rồi chốt N11 giùm em đi. Rồi N11. Mà có 3 ít thì mấy chị có 2 ít thôi ạ. Rồi, N11 kèm size, N11 kèm size. Dạ vâng. Đẹp quá. Đẹp hả? Đẹp lắm luôn, mấy anh nhà mà mặc chung với quần sọt nè, mặc quần tay cũng đẹp luôn mấy chị. Mặc quần tay mà đóng thùng cũng đẹp lắm luôn. Mà em thích ở chỗ cái này nè, phơm to nè. Thứ hai nữa vải ok nè, thứ ba nữa là nó không có chơi in. Nó chơi thêu luôn. Nó chơi thêu cho mấy bà luôn ấy. Đó. Rồi cho lên con này là mã N11 kèm size nha cả nhà ơi. N11 kèm size. Ok cả nhà. Con này là N mấy chị quên rồi. N11 nha cả nhà. Mã này là N11 chú em. Dạ vâng. Đẹp à. Theo đẹp lắm, cái cách phối màu rất là đẹp luôn, không bị chói chang mà nó không có bị kiểu như không có bị già đó cả nhà. Nhìn cái nó không có sến nữa. Nhìn cái áo nhìn mặt rất là sang luôn á. Nhìn cái áo mặc rất là sang, không có bị sến, không có bị già đó, mặc rất là hay, mà nó không có bị trẻ trâu luôn nha. Nhà nhìn cái phơm áo nè, đó, trẻ trung nhưng mà không trẻ trâu nha mọi người. Rồi hết hàng N11 nha cả nhà ơi. Rồi ok cả nhà, màu rồi, trắng. Rồi chị vào xem tin nhắn liền thôi nha, N11 hết hàng rồi. Màu trắng trong lòng các chị, bộ đang mặc nó là luôn mờ hết trơn, đợi xíu nha. Đó, con này sẽ là theo, hầu như là các con nào cũng theo, không khỏi nói. Đẹp quá hả? Thích nhất là cái phụ liệu của nó làm mọi người, cái phụ liệu rất đẹp luôn. Rồi mã này là N12 kèm size nha mấy bác. N12 kèm size giúp lên con này. Ok là đẹp không quý vị ơi. Rồi cho lên con này là mã N12 giúp em con này nha mọi người. Đó, N12 giùm lên con này. Đẹp ha cả nhà ơi. Rồi cho con này là N12 giúp em. N12. Cái phụ liệu nó làm rất là đẹp luôn cả nhà. Nhá. N12 kèm size, N12 kèm size giúp em con này. Mấy cái thôi. 130 N11 hay số 1 đi. Đẹp quá. Đẹp đẹp không à mấy chị ơi, nhưng mà mọi người cố gắng nha, nó thiêu luôn á, nó không phải đơn giản đâu. Cái áo rất là đẹp luôn, áo nam á mọi người. Nhìn cho Ly cái bài ghim nha cả nhà. Và nhớ dùm Ly báo số ký như vậy là em báo cái số ký hết sức là thoải mái luôn á cả nhà. Nếu anh nào mà thích mặc body nha, nếu mà anh nào thích mặc body tự động mấy chị tăng lên cái theo cái brand như vậy mà mấy chị tăng lên 3kg. Là thích mặc ôm á, 3kg hoặc 5kg nha. Còn không thì cứ mặc hơi thoải mái, mặc dễ chịu thì cứ đặt cho Ly đúng cái số ký của Ly là ok ha. Rồi cho Ly con này là N12 nha cả nhà, N12 đẹp ha. Cái phụ liệu của nó dập đẹp lắm luôn, theo nha cả nhà. N12 kèm size giúp Ly con này. N12 kèm size. Ly hết. N12 kèm tay. Bộ đang mặc ha. Bộ đang mặc là màu xanh đá đó mọi người. Cái màu xanh này là xanh xám đó, mà người ta cũng thường gọi là màu xanh đá đó cả nhà. Rồi, N12 hết hàng, các chị vào xem nhắn liền em nhé. Các chị tên nhắn mà có hàng à. Tên mấy bé ơi? Mã chị đang mặc T3 hả?
T3 kèm size đi mọi người. Bộ đồ Ly đang mặc trên người giá 120 cành. Nó có hai size M và L. Vải này là co dạng 4 chiều, thành ra là chị em mình ai mặc thấy teo thì cứ đặt cho Ly chung size L là được nha. Bộ đồ Ly đang mặc là T3 kèm size M, T3 kèm size L giùm em là Ly hết hàng. Thế là đó, màu cuối cùng á. Rồi T3 kèm size M, T3 kèm size L, màu này rất là chill luôn mọi người. Mọi người nhìn cho Ly cái màu rất là chill luôn. Dạ, để em like bộ này xong lên áo nam tiếp, mọi người chịu khó giùm em xíu nha. Rồi cho Ly con này là mã T3 kèm size M, T3 kèm size L, giá 120 cho khách thôi em. Ok là Ly hết nha. Đẹp quá. 120 á cả nhà mặc bộ đồ sướng không? Nhá. Nguyên bộ đồ giá 120 cành hoa. Ở đây là có một cái dây kéo hạt dưa nè mọi người. Ở đây là có một cái dây kéo hạt dưa. Chị em mình đó thích nó kiểu như hơi lả lơi xíu thì kéo xích xuống, còn không thì kéo lên nha, kéo lên kéo xuống được. T3 kèm size M, T3 kèm size L giúp em con này. Ok cả nhà. Nguyên set nha cả nhà ơi. Giá 120 cành hoa. Ok. Rồi, con này màu xanh của nó dạng như là màu xanh đá nha cả nhà, nhìn rất là sang luôn á. Cực kỳ sang ha. Rồi cho biết con này là T10. T3 kèm size. T3 kèm size M, T3 kèm size L giúp em con này. Rồi cũng chỉ qua T3 em nhé. Rồi 12 hết hàng rồi ạ. Vào xem tin nhắn cái gì ạ? Hiện được tin nhắn là có hàng nhé. T3 kèm size trường lên lên. T1 hết hàng rồi, Phú Châu rồi. Phú Châu rồi. Rồi ok. T1 hết luôn rồi, em chỉ còn T3 thôi nha. Màu sang lắm. Cái nào màu này auto chị em mặc vô là tay nha. Cái màu này auto chị em mặc vô là tay. Quần của nó sẽ là quần suông như thế này nha cả nhà. Quần của nó là sẽ là quần suông như thế này. Thấy thương lắm mọi người ơi. À, con Ly đang mặc trên người là T3 hết không? T3 kèm size M, T3 kèm size L là Ly hết hàng nha. Ok cả nhà, vô trễ quá. Ừ, vô trễ quá hết hàng. Ok cả nhà. Rồi. Bây giờ chúng ta lên tiếp áo nam nha mọi người nha. Áo nam nha. Đẹp quá. Đẹp không? Cho mọi người coi nè. Đó. Hàng xịn chưa? Rồi, cho mấy Ly con này là mã mấy? Hả? Con này là mọi người cho Ly con này là mã N14 kèm size. Nè. Không nhận tụi nó. Rồi cho bên đây con này là mã N14 kèm size giúp em con này nha cả nhà. Rồi chốt N14 đi cưng ơi. N14 kèm size nhìn cho Ly bài ghim nha cả nhà. Mấy trẻ mình nhìn cho Ly cái bài ghim nha. Con này mấy trẻ cho Ly con này N14 kèm size ạ. Đẹp nung ninh luôn. N14 kèm size, N14 kèm size. Tích cực hỗ trợ cho Ly xin vài cái nút chia sẻ bài like và tương tác bài like dùm em nha các bác mình ơi. Ok cả nhà, N máy nha Dương. N14 kèm size. Rồi, ok cả nhà. Đẹp ha. Rồi, cho bên đây con này là N14 kèm size, N14 kèm size giúp em con này. Xuất sắc con 37. Màu quá đẹp luôn. Xong chân ơi. Rồi, N14 kèm size hết hàng. Rồi, ok cả nhà. À, đen nâu còn nãy giờ còn màu gì mấy chị chưa có lên tập quá trời đẹp luôn. Lên con màu trắng nha, trắng cái nữa đi, trắng cái nữa đi chứ em thích màu trắng bởi vì màu trắng lắm luôn đó mọi người nha. Rồi mã này mấy chế cho Ly con này là mấy cưng ơi? N15 kèm size giúp bé con này. Ok, màu trắng, màu trắng trong lòng mấy trẻ đây. Màu trắng trong lòng mấy trẻ đây. Con này mấy trẻ cho Ly con này là mã N15 giúp Ly con này nha mọi người ơi. Rồi mấy chị vào kiểm tra tin nhắn nha. Nhận được tin nhắn là có hàng ạ. Là 14 em hết hàng rồi. Rồi N15 đi ạ. Đẹp quá mấy trẻ. Đẹp quá ha. Rồi cho Ly con này là N15 kèm sao.
N15 kèm xay. Siêu xúc xích luôn cả nhà. Đẹp không? Đẹp không? À. Áo này mình coi giá này coi, như tao bán lộn giá 6 tiền rồi. Nhìn tao bán 8 mấy ngàn rồi. Coi lại giá đi. Đây cho tao bán lộn giá hay không? Tao bán gì 8 mấy ngàn trời, đẹp quá không? Rồi cho lên con này là mã T N15. N15 kèm size giùm em mấy cái cơ không? Rồi N15 kèm size lên luôn cả nhà ơi. Trời vải đẹp rồi, phom bự lắm mọi người, phom rất là to luôn. Em báo số ký như vậy cho chị em mình thì thoải mái luôn cả nhà. Anh nhà nào có bạn đang ở ngưỡng mà 7-8-80 thì cứ đặt 2 ít giùm em nha. Còn ông nào mà thích mặc body một xíu đó thì cứ tăng lên 3-4kg là được. Rồi ok. Con này là N15 nha cả nhà, N15 kèm size. Nghĩa cho lên cái bài ghim là được. Nghĩa giúp lên cái bài ghim là ok nha mọi người ơi. Màu này siêu đỉnh luôn. Theo nha mọi người, cái chỗ đây là theo nè. Nhìn cái màu, nhìn như nó gáp cái màu áo là nhìn thấy thấy xuất sắc liền luôn mọi người. À, rồi lên tiếp tục cho lên con này là N16. Nhìn cái tay áo nè. Nói gì đi em, hãy nói gì đi em, quá xuất sắc rồi. Rồi N16 kèm size giúp lên con này nha mọi người. N16 kèm size giùm em. Rồi lên luôn. N16 kèm size giúp lên nha mấy bác ơi. Ok. Rồi, N16 kèm size nha. N15 em hết rồi đấy chị, em qua N16 rồi. Đẹp quá. Rồi cho mấy đây con này là N16 kèm size đi các chị. Dạ, mấy chị nhớ dùng ly nha, cố gắng lên dùm em. Nếu chế nào mà nãy giờ đang mà đặt quá trời đặt rồi, quá trời đặt rồi nhưng mà không có được mã nào á thì cố gắng lên dùm em. Chút xíu nữa mình sẽ được nha cả nhà. Tại vì do là cái hàng này người ta sale cho ly thì nó có mỗi một size nó có 4-5 cái thôi nha, nên là ngay cái size mình lấy á thì mình không có chốt hụt á, chút xíu mình sẽ chốt lại mã khác, vì là cái lô này có rất là nhiều mẫu luôn, mà mẫu nào mẫu nấy nó đỉnh không luôn à cả nhà. N16 kèm size giúp em con này nha cả nhà. N16 kèm size đẹp không? N16 kèm size. Rồi ok. Rồi tiếp đến. Tạm biệt thông cảm nha, hôm nay thông cảm nha. Bắn tim bắn like nhiều vô cho em nha mấy chị. Cả kim cả like nhiều vô cho Ly nha. Đó. Cái này nó bị rớt cái mặt tội đen mà phối nâu. Đẹp gì đâu nữa. Đen mà phối đâu đẹp thôi cả nhà. Đen phối nâu đẹp không? Đẹp quá nè. Đẹp không? Rồi mấy chị vào xem tin nhắn. N17 hả? Nhận được tin nhắn là có hàng rồi mấy chị ơi. Con Ly đang cầm trên tay đen phối nâu đó là mã N17. Rồi N16 em hết hàng nha. Vào xem tin nhắn liền nha mấy rồi. Chị. Mấy chị nhớ dùm em coi tin nhắn, chú ý cái tin nhắn dùm Ly nha. Tại vì hàng á số lượng không có đủ chốt cho khách hàng. Thành ra là có nhiều khi có những chị không có tin nhắn, cứ đặt mã nào cũng đặt, mã nào cũng đặt rồi chút xíu kêu bên Ly xả ra là em Ly không có thể nào chấp nhận điều đó được. Tại vì do là em Ly một cái đồ em Ly lời rất là ít luôn á mọi người ha. Thành ra là cả nhà nhớ giùm em coi tin nhắn mình đã được mã gì rồi và mình được bao nhiêu cái rồi thì mấy chị phải cái hạn chế cái ấy lại của mình đó, chứ không thôi là đặt có những chị đặt 5-10 mã rồi xả 5 mã là em không có đồng ý nha, là em xả hết á, tại vì một cái đồ em lời ít lắm cả nhà. N17 kèm size giùm em con này. N17 kèm size giúp em nha cả nhà ơi. Đẹp quá à, mọi người ơi. Em nói thật hôm nay mấy chị lựa mỗi chị ít gì cũng phải 3-4 cái cho mấy anh nhà đi, 5 cái luôn cho em. Thiệt. Mấy chị thấy em lâu lắm luôn rồi mới lấy áo nam lại đó. Tại vì không có phải là lô nào mình cũng nhập về bán được. Tại vì mình phải lựa lô đẹp, lô xịn, kiểu phải đẹp, kiểu phải sang, phải xịn, form phải to mới về mới bán được.
đó, chứ không phải là mấy chị thích áo nam thì ra ngoài cũng là người ta cũng có nhiều lắm á, nhưng mà do là mình phải coi hàng như thế nào, lâu lâu mới có lô đẹp như vậy nên là gắng cố gắng nha. Rồi cho lên con này N17 kèm size. Nó mới bảy kèm size với mấy con này. Tin nhắn liền thì em cho mấy chị ơi để biết mình có hàng hay không ạ. Rồi hãy lên cùng mình đặt tiếp nha. Chú Ly con này là N17 nha mọi người. N17 kèm size giúp em con này. Đẹp quá. Rồi N17 tháng hàng mấy chị ơi. N17 tháng hàng. Rồi sẽ tin nhắn liền cho em nha. Nhận được tin nhắn là có hàng mấy chị. N17 ly hết hàng. Rồi qua N17 hết rồi. Đừng comment đi nha mấy chị. Rồi ok, xám đi cả nhà. Nãy giờ xám, chưa có lên xám. Xám lên ấp. Rồi N18 đi. Hàng đẹp quá. Hàng đẹp xuất sắc, không xám khỏi đen nha cả nhà. Thêu hết luôn á cả nhà ơi. Rồi cho ly con này là N18 kèm size nha mấy chị. Rồi lên cho ly con này là N18 kèm size giúp em con này. N18 kèm size. Thông cảm giùm Ly xíu nha cả nhà. Mọi người biết không, những cái lô này á mọi người ơi, 87.000 cố gắng tích cực. Ở đây mà đặt 2-3 cái rồi đặt 4-5 cái một lần á cho nó đã cả nhà. Là lâu lâu mới có con lô thôi đó. Rồi cho Ly con này là N18 kèm say nha cả nhà. Con này nguyên một con xám phối đen đúng ngầu luôn mọi người ơi. Hả? À, nhìn nó ngầu nó sang gì đâu luôn cả nhà. Thêu luôn cho mình nha, phom bự lắm mọi người ơi, phom to nha. Rồi cho Ly con này là mã N18 kèm say. Nhìn cho Ly cái bài ghim và nhớ dùm em cái bài ghim này. Là em Ly sẽ ghim cái số ký hết sức là thoải mái cho anh nhà. Nên là mấy chị cứ đặt theo số ký đó là auto về mặt là được. Chứ không phải về là mặt chật chỗ này, chặt chỗ kia nha, không có chật nha. Em báo số ký này là auto về mặt thoải mái cho em đấy. Còn anh nhà mình thích cái gu mà body nữa thì tự động tăng số ký lên cho mỗi size dùm em là được. N18 dùm em, N18 dùm Ly nha. Đẹp quá. Màu mới, màu đẹp không à cả nhà. N18 giúp Ly. Ôi xuất sắc chưa mấy cái mình ơi. Mình cái áo nè. Mọi người. N18. Hết hàng rồi đó. Sẽ Ly đang mặc hả? Sẽ Ly đang mặc là T3 kèm size M, T3 kèm size L đi mấy chị. N18 hết hàng mấy chị, vào xem tin nhắn liền mấy chị. Mã Ly đang mặc trên người cả nhà, cho bé Ly con này là T3 hả cưng? T3 hai size M và L, giá 120 nha. Em còn mỗi size mấy con á, mọi người chốt cho Ly nha. Con này là form quần ống suông nè. Con này sẽ là form quần ống suông như thế này cho chị em mình. Rất là đẹp. Cổ là cổ trụ dây kéo này. Chị có 3 sản phẩm rồi, chị vào xem tin nhắn giùm em nha nha mọi người. T3 kèm size chế nào chưa có comment cho Ly nha. N18 mới ly hết hàng, thông cảm cho Ly nha. Rồi cho Ly con này là T3M, T3L giúp em, giá 120 bộ này. Rồi em còn mấy con nữa tranh thủ. T3, M và L vải này nó có, sẽ là co dạng 4 chiều cho chị em mình nha. Cái cổ của nó nè, thấy thương không? Đẹp quá, dễ thương lắm mọi người ơi. T3M, T3L giúp em con này là ly hết nha mọi người. Giá của nó sẽ là 120.000 nguyên bộ luôn giùm em, 120. Mặc đã không? Mua bộ đồ 120 mặc sướng không? Rồi chưa gì hết lên là 19 hả? Cái máy. Rồi chốt mà N19 đi anh Yêu ơi. N19 giúp em. N19 giúp em con này. Mã này mấy trái cho đi, con này là mã N19 giúp em. Ok các bác mình. Rồi chốt N19 đi con. Rồi ok. N19 kèm size dùm Ly con này nha mấy bác. Đẹp không? Ở khỏi phải bàn luôn mọi người. Cái form đồ nè, đỉnh của chốt chưa? Đẹp xuất sắc luôn. Rồi N này là N19 dùm em nha. N19 kèm size. Màu đẹp quá thì nè. N19 kèm size nha. Màu rất là ngầu. Ok cả nhà. N19 kèm size. Ok cả nhà, N19 kèm size. Đây 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 đây, ngoài sau y chang như hồi trước. Đấy,
Đó. Rồi, con này là N19 nha các bác mình. Chịu khó dùng ly nha. Ông quan hệ nó thấy chị nha. Rồi, N19 chút cho tôi. Phải sai 4 đây hả? N19 kèm sai, em còn xem mờ nữa với chị. N19 với ly còn xây mờ thôi nha cả nhà ơi. Trắng đi chị, trắng thì nhiều rồi. Chọn trắng phối đẹp chưa? U là trời, đẹp kìa mọi người ơi. Ôi, phải đứng lên mới được thiệt á. Trần Hưởng có hàng rồi chị ơi, vào xem tin nhắn nha Trần Hưởng ơi. Rồi, con này mấy chế cho ly con này là N 20 kèm xây nhé mọi người. Mã này mấy chế cho ly con này là mã N20 kèm xây với bên con này. Rồi chốt N20 đi cơ. N20 kèm xây cho bé nha. Quá là xúc xích luôn rồi. Rồi chốt N20 đi cơ. Nó có đặt hàng kèm số điện thoại đi mấy chị. Phó đẹp ha. Phó rất là đẹp luôn mọi người nè. Ở đây là thiêu luôn mọi người ơi. Nó thiêu dạng như chữ ký luôn, vô chữ ký đó. Rồi chơi ly con này N12 kèm xanh. N20 kèm xanh. Vào xem tin nhắn cái Trần Hưởng ơi, có hàng rồi nha chị. Trần Kiều Anh đặt hàng lên số điện thoại nè. Rồi N20 kèm size với con này. N20 kèm size nha các bác. Đẹp quá mọi người. Rất là xúc xích luôn. Nhìn cái hàng em bán lộn giá chắc luôn đó mọi người. Bán lộn giá chắc luôn á. Ok cả nhà. N20 kèm size với em con này. N20 kèm size nhé. Con này là N20 hết các. Rồi, hết hàng rồi cả nhà. Đen nha cả nhà. N20 hết hàng, với chị vào xem nhắn liền giùm em nha. N21 nha quý vị. N21. Đẹp quá cả nhà. N21 kèm xanh nha cả nhà. Đẹp xuất sắc nha. Rồi cho mấy con này là N21 kèm size giúp em con này. Quá là xúc xích luôn á cả nhà ơi. N21 kèm size giùm mấy lên nha mọi người. N21 kèm size giùm em. Rồi ok cả nhà. Chớ lên con này N21 kèm size giúp em con này. Có nhiều người đó. Rồi chớ lên con này là N21 kèm size giúp lên con này nha mọi người. N21 kèm size. Ok cả nhà. Nhanh chóng lên. Mày hết hồn đúng không? Nhiều mày dở mở vô một cái mày coi cái view mày hết hồn liền luôn. Hú hồn liền á. Rồi N21 kèm size. N21 kèm size rồi, chốt đây nè. Nhưng mà nó sẽ không kéo dài được anh like là mình hơn nữa luôn. Thì đó, ý là anh nói là cái phiêu như vậy nó không kéo dài được. Xanh đen đi, nãy giờ không có lên xanh đen đâu mấy chị. Giờ Ly không có lên màu xanh đen nhé. Đẹp ha, xanh đen đẹp cực kỳ. Cái màu xanh đen cực kỳ đẹp. Nhìn cho bé đi cái bài ghim nha mọi người nhé. Nhìn cho bé đi cái bài ghim.
Sao mấy chị vào xem tin nhắn nha, nhận được tin nhắn là có hàng ạ. Lé mắt. Mà lờ rồi lé mắt luôn. Xịn. N21 em còn mờ mấy chị ơi, chị nào N21 đi còn mờ nha. Rồi cho mấy con này là N22. N22 giúp em cho chị cái N21 hả? 21 tuyệt vời nha. Rồi, con này là N22 giúp em con này màu xanh đen nha quý vị, màu xanh đen là N22. Con này là N21 còn duy nhất một cái size M. Tại vì bình luận lên nhiều quá anh chứ bị lé luôn, anh chứ không có nhìn ra chóng mặt luôn rồi. Rồi, con này là N21 còn một cái size M ha. À, N21 kèm size một cái M. Rồi, con này là N22 là màu xanh đen nha. N22 là màu xanh đen giúp em. N22 là xanh đen giùm Ly con này. N22 là xanh đen. Đẹp quá. Nãy giờ không có lên mấy cái màu mà tươi tươi ha chị em. Đó, giờ mình lên cái màu tươi 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 nè. Tươi nhưng mà tươi vừa phải nha. Nè. Đó, hay được không? Đó, tươi mà tươi đẹp nha. Tươi xanh như đồ canh đó. Rồi cho Ly con này là N22 kèm size nha mọi người. N22 à. N22 à, mọi người cứ bình tĩnh nha cả nhà. Chế nào cũng được hàng gắn cố gắng đi. Nó tới nhiều mã lắm. Trăm mã hả? Trời đẹp nè mọi người, đẹp nè mọi người, đẹp nè mọi người ơi. Mọi người ơi, nói nghe nè. Bà nào ở đây em biết là khách quen không mà dạo này anh phở anh bóp lắm. Khách quen nhiều quá, mấy bà không chia sẻ cho em là nghỉ chơi với mấy bà nghe em nói rồi đó. Ông chia sẻ cho Ly là Ly nghỉ chơi luôn á, thiệt á, dựng là nghỉ thêm tuần nữa đó. Mấy bà, bữa mấy bà kêu trời ơi Ly mà nghỉ một tuần chị mừng muốn chết hả, khỏi đỡ tốn tiền. Mới bóp giận là nghỉ một tuần nữa đó, nói rồi đó. N22 còn xem mờ nữa chị. N22 Ly còn xem mờ hết nha. Rồi chớ Ly con này là N23 giúp Ly con này. Mã này mấy chứ? Trời ơi bé ơi là bé, cái gì mà nó đẹp dữ vậy bay. Rồi N23 lên xe like cho tôi mấy bà. Trời ơi, không có xe like cho tôi là tôi nghỉ chơi với mấy bà, tôi bo bo xì mấy bà luôn á, thiệt á. Rồi N23, đây đưa rồi N22 lại. N23 kèm size, N23 kèm size dùm em con này nha mấy chế ơi. Nhớ dùm Ly, Ly báo số ký hết sức là thoải mái chị em mình. Nếu mà anh nhà mình thích mặc theo cái tông kiểu body xíu á thì cứ tăng lên cho Ly số ký tầm 4 hoặc 5 ký hoặc 3 ký luôn là được nha. Rồi cho Ly con này là mã N23 kèm size. Rồi con này N22 em còn một cái M nè mấy chị. N22 với Ly còn một đúng một cái size M. Đó. N22 là size M màu xanh đen nha mọi người, màu xanh đen mặc rất là hay luôn mà cái kiểu nó lạ mà đẹp lắm mọi người. N22 là con xanh đen nha, em Ly còn đúng một cái size M. Đó mọi người, ai mà đang size M màu xanh đen này là N22 nha. N22M. Con này là N23, đẹp đẹp không mấy chị ơi? Mới mở màn thôi đó. Có cần kêu trợ lý lên phụ không mình? Cần kêu trợ lý lên phụ không? Con này là N20 N23 kèm size. N23 kèm size giúp em con này. Trời ơi má ơi, má cháu bị chát má ơi. Đẹp quá mọi người ơi. N23 đi ạ. À. Xuất sắc luôn mấy chị ơi, phải đẹp quá cả nhà. Rồi cái màu nhìn nè, ai dạy phối màu vậy? Ai dạy phối gì vậy? Đẹp quá à. Thiệt á. Nhìn nó sang. Ai dạy phối vậy? Ai dạy phối này vậy? Đẹp. Đẹp lắm luôn á. Rồi N23 kèm size dùng Ly con này nha mấy chứ. N23 kèm size. Mấy mùa này đó mấy chị, thật ra nha. Mấy mùa này năm nào cũng vậy, mấy mùa này là mấy cái mùa ế đó. Đó. Nên là tôi mới bán cho mấy bà giá này, không thôi tôi phải bán 100 ngàn một cái tôi mới có tiền lời nha. Nói thiệt, em mới bán 100 ngàn mới có tiền lời á, cái này em lời tới mấy ngàn chứ mấy.
Rồi có 5-6 ngàn cái chứ mấy. Tại vì mùa này bán chủ yếu là có số lượng, được số lượng hàng cho nhân viên có việc làm. Rồi N mấy? N24. Đây nữa nè. Mấy chị vào xem tin nhắn liền cho mình nha. Để mình có hàng hay không nha mấy chị ơi. Quá tát luôn mọi người. Đó, bà nào thích cái gam màu trắng xanh thì chốt nha. Rồi cho Billy con này là N24 kèm xanh. U là trời. Mỗi một cái nó có một, mỗi một cái nét đẹp khác biệt với nhau á mọi người, rất là đẹp luôn. Phơm to nha mọi người. Ha, à, phơm rất là to luôn á, đẹp lắm. Rồi N23 kèm size. N24 hả? N24 kèm size mấy chị ơi. Con này là N24 kèm size giúp em con này. Nãy giờ lên trắng đen nhiều ha, bây giờ lên màu phối đẹp lắm luôn á. Cứ hệ trắng đen là phối vô là đẹp nha cả nhà nha. Rồi. Đúng rồi, nghĩ thêm tầng ở đây cho đỡ tốn tiền nha. Nói giỡn thôi chứ trời ơi, đói luôn mấy chị ơi. Em muốn đói mà nhân viên em đói. Cười khoái cười, khoái cười. Em nghĩ tầng em không đói, nhân viên em không đói. Rồi cho đây con này là mã N24 kèm size. Nói đúng ý tụi nó cười nè. N24 kèm size với em con này. Cho chị màu trắng đi bé. Cho chị màu trắng luôn. Nói nghe nè. Hỏi các bác ơi, xe lai giùm em nha. Có nhiều, còn nhiều mẫu lắm mấy chị ơi. N24 là mã này nha mấy chị. N24 là mã này. N24 kèm size, N24 kèm size. Đẹp lắm nha. Nhất định bữa nay tôi phải lựa 5 cái cho ổng mới được. Ổng khen quá trời. Vậy hả? Dạ cố gắng lên nha chị. Cố gắng lên. Nhất định phải lựa được 5 cái không? Ờ, ổng ở cái bên ổng coi chắc ổng mê rồi nha. Đúng gu rồi đúng không? Ổng ngồi cái bên lẫn coi đúng gu. Nói chung cái gu này là cái gu của chúng mình nè mấy chị. Gu này nó không phải trẻ trâu. Đấy, gu hơi sang sang, phối phối nhẹ nhẹ, trẻ trẻ, sang sang, trẻ sang đó. Trẻ sang chứ không phải trẻ trâu. Đó, thành ra là nó là cỡ tuổi chúng mình là mấy chị mặc là, cho mấy ảnh mặc là sang nha. Rồi cho mấy con này là N24 kèm size. N24 kèm size giúp ly con này. N24 kèm size cho mấy chắc. Chị vào kiểm tra tin nhắn nha, nhận được tin nhắn. N24 đi hết nè. Rồi, tới tiếp. Trắng nha mọi người. Trắng nha. Trời ơi. Hai giờ nó muốn tướng hai, còn 200 người coi kìa. 200 người coi. Mà còn mình lụng thấy sợ luôn. Rồi N25 hả cưng? Rồi lên cho ly N25 đi mấy chị. N25 kèm size giúp ly con này. Đẹp chưa? Em nói rồi, đẹp lắm mọi người ơi. N25 kèm size cho ơi. Ok là. N25 kèm size nha mấy chắc. N25 kèm size. Nhìn giúp em cái bài ghim nha mọi người ơi, nhìn cho Ly cái bài ghim nha. Rồi lên N25 đi cả nhà. Rồi mấy chị vào xem tin nhắn liền giùm em nhé. Kiểu được tin nhắn mà có hàng ạ. N bao nhiêu? N25 kèm size nha mấy trẻ mình ơi. Ở đây còn chị nào chưa chia sẻ cho Ly không? Còn chế nào mà chưa chia sẻ cho em không? Chia sẻ giùm em cái đi nhà nha. Bữa nay cho mấy bà mua đồ cho chồng cho đã luôn nè cả nhà. Hôm nay cho mấy bà mua đồ cho chồng đã cái nâng luôn nha. Đẹp xuất sắc luôn cả nhà ơi. Rồi cho mấy Ly con này là N25 kèm size. Dạ em cảm ơn chị Trí Huyên. Em cảm ơn chị. Áo nam nhà Ly xuất sắc mà giá rẻ. Dạ em cảm ơn chị. Rồi cho Ly con này N25 kèm size nha mấy bác. N25 kèm size giùm em con này. Trời ơi bá phát chưa mấy trẻ ơi. Đẹp lắm mấy ní ơi. Nha. Nhớ dùm em cho mấy chị. Bây giờ tình trạng anh phở bò đó thì ảnh cũng hơi khó khăn một chút xíu đối với các bạn livestream, thì thành ra là có thể là một cái
trong một cái like em Ly sẽ tách ra làm hai like để like. Thì mấy chị cứ yên tâm là trong một ngày em Ly like trong một ngày thì em Ly sẽ được dồn đơn cho mấy chị hết, không cần phải lo. Ví dụ mà cái like này chút xíu nữa em Ly có thoát ra em Ly vô lại cái like mới thì mọi người cố gắng nha. Rồi cho Ly nờ 25 đi hết hàng, có chị vào xem tin nhắn liền nha để biết mình có hàng. Nờ 25 đi hết hàng. Rồi nờ 26 đi mấy chị ơi, like giống như tên lửa nè. Rồi nờ 26 nha, đẹp xuất sắc luôn. Đó, hàng đẹp cỡ này mà anh phở anh bóp cỡ đó đó. Nờ 26 kèm size ạ. Nờ 26 kèm size nha. Nờ 26 kèm size giùm em con này. Đẹp quá mấy trẻ ơi, nờ 26 lên đường. Tốc độ bà con ơi. N26 kèm say. Em Ly nhắc lại lần nữa nè các bác mình ơi, chế nào á mà coi dùm Ly cái số ký đó thì chắc chắn với mọi người rằng á, anh nhà về là chắc chắn bụng to gì cũng mặc được hết đối với số ký đó. Còn đối với anh nhà mình mà thích mặc body thì cứ cái số ký mà Ly ghim tăng lên cho Ly 3 hoặc 4 kg là ok hết nha, tại vì nó dễ mặc cực kỳ. Em báo số ký là ô tô là chuẩn cho chị em mình đấy. Rồi cho Ly con này là N26 kèm say ạ. N26 kèm size. Ôi nó nghe này mấy bà có thương tôi không vậy? Có bà nào thương tôi không? Thương không mấy chị bấm một cái chia sẻ giùm cái đi. Trời ơi thiệt đó. Thiệt chứ. Bây giờ nói chứ chia sẻ em chia sẻ nó cũng hết tác dụng rồi. Bây giờ chia sẻ em chia sẻ hết tác dụng rồi. Rồi N mấy? N26 kèm size giùm em con này nha mọi người. Dạ vâng. Bóp tương tác như vậy mà tôi còn mua không được hả? Tại vì hàng này có ít đó chị. Hàng này cái số lượng nó có ít đấy. Cố gắng lên nha. Rồi, hạ kim, hạ like. Mỗi một chị cho Ly xin vài cái nút tương tác bài like. Chia sẻ bài like dùm em xíu nha mấy trái mình ơi. Cái này á mọi người, là mã gì nè mấy? N26 kèm size nha mọi người. N26 kèm size, trời mẫu đẹp không. Trời ơi, bữa nay vải đẹp quá tuyệt thật. Vải được này đẹp ghê luôn. Cái lô này, hàng chất lượng quá luôn cả nhà. N26 kèm size nha mấy nhá. N26 kèm size. Cái này nè, tối nay quẩn á. Tôi lên một cái bài like tối nay để cho mấy bà dùng đơn, để tôi like cái này rồi tôi hướng dẫn mấy bà xài luôn nha. Hướng dẫn mấy bà xài luôn. Nói chung là nó cũng dễ xài, thơm phòng. Cái này là máy xông thơm phòng. Máy xông tinh dầu, cực thơm luôn. Trời thơm quá tiền. Trời cái mùi đã cái tiền ơi. N mấy thì chị quên. N26 nha. N26 là cá màu đen Ly cầm. Đó, có ai mà like mà ngồi tướng cho tôi kẹt lăn xả lắm. Rồi, lăn hết hàng. Hết hàng nè. Rồi, cái chị vào xem tin nhắn liền cho mấy giờ. Nhờ tin nhắn là có hàng nha. Lăn xả giữa cuộc đời xô đẩy. Đó, lăn xả giữa cuộc đời xô đẩy. Xô đẩy đẩy đưa sao bán lây chim luôn. Đó. Rồi, cho Lê con này mã gì? N mấy? N27 kèm say màu nâu. Tinh tế chưa? Màu nâu rất là tinh tế luôn cả nhà ơi. Rồi, cho Lê con này là N27 nha mọi người. N27 kèm size lên cho Ly. Đẹp hả? Màu nâu nha cả nhà, nó đi phối nè, phía sau nè. Rồi, lên cho Ly con này N27 lên đơn. Thơm quá à. Cũng ngồm luôn cái máy này thơm lắm mọi người ơi, thơm, đã lắm xuống. Rồi N27 kèm size nhé. N27 kèm size giùm em con này. Đẹp lắm luôn, màu nâu nha mấy chị. Mỗi size nó có 4 cái, thông cảm giùm Ly nha. Màu nâu nha. Màu nâu này nhìn nó sang cực thương đó mọi người à. Rồi cho Ly N27 kèm size. Em về thật sự ra nha mấy chị. Nói về chồng em á, là em thích mặc mấy áo có cổ hơn là cổ tròn. Thành ra là mấy chị cứ hỏi cổ tròn không có. Em Ly mặc mấy cổ này nó sang. Mấy chị mặc quần đùi cũng được, mà mấy chị mà mặc quần tay mà cho mấy ảnh đóng thùng mặc đi tiệc cũng được nha. Bữa nào đi tiệc á, lấy cái áo mà màu sang sang lên mặc đóng thùng với quần tay đi tiệc cũng đẹp. Mà cái áo này mặc chung với quần jean sọt cũng đẹp luôn đấy. Rồi cho Ly con này là N27 nha cả nhà. N27 nhìn cho Ly cái bài ghim nè. N27 trắng nữa hả? Sao mê màu trắng dữ vậy? Sao giống em dữ vậy? Sao mê màu trắng dữ vậy? Yêu cầu màu trắng hoài. Rồi ok lên trắng nha mọi người nha. N27 còn xem mờ thôi mấy chị ơi.
N27 ly còn size M thôi. Rồi lên cho ly con này là N28 luôn nha. Đó. Đẹp quá. Đẹp con cả nhà. N28 kèm size đi ạ. Đẹp hò. Con này phối ô tô là xịn luôn nè. N28 kèm size giúp em con. Ok các bác. Ok nha. N28 kèm size. N28 kèm size giúp em con này. Nãy giờ chị mới lựa được có hai cái đi ơi. Dạ cố gắng lên đi chị. Còn tới cả 100 mẫu nữa lận. 100 mẫu lận. Cố gắng lên nha. Hả Kim, hả like, tương tác vài like giùm em một xíu nha các bác mình. Rồi, cho bé ly con này là mã N28. N27 còn cái size M đưa chị đi. N27 là màu nâu đó mọi người, cái màu nâu đi còn một cái size M nè. N27 em ly còn một cái size M nha. Rồi cho bé ly con này là N27 kèm size M giúp em con này. N27 kèm size M cho bé ly. Trời ơi, má cái rẻ luôn cả nhà ơi. Đẹp xúc xích không? Con này N27 kèm size M nha cả nhà. N27 kèm size M. N27 là màu nâu nha mấy chị. N27 là màu nâu. Rồi con này là N28 là màu trắng nha. N28 là màu trắng. Màu trắng này là N28. Cái chỗ đây là nó thiêu luôn á mấy chị, không phải nên dán dán như đâu nha. Rồi, cho ly con này N28 giùm em nha, N28. Mọi người thông cảm nha, tại vì hôm nay mấy chị lại thích cái này nhiều quá, thành ra là gán cố gắng. Rồi cho ly con này N28. N27 em còn M thôi mọi người. Hầu như là những cái chị mà còn ngồi ở đây với em đa số những chị khách kỳ cựu không? Khách kỳ cựu không? Anh bớt tương tác mà có mấy trăm người coi và mới like có một tiếng hơn đồng hồ mà 8,000+ bình luận. Kinh. N28 nha. Có đây là N28 giùm em. N28 kèm size. N28 kèm size nha mấy chị. Chỉ nhạc không nhai luôn mấy tờ giấy gì à? Lấy giùm chị ly cà phê rồi đó. Cảm ơn chị vào xem tin nhắn em nhé, nhận được tin nhắn là có hàng. Đâu được cái 28 là cho chị. Cái này là N28 nha cả nhà. Con này mấy chị cho ly con là N28 giúp em con này. Đẹp xuất sắc. Con này là N28 giùm em. Ok là N28 nha quý vị. Đẹp quá mọi người ơi. Đẹp lắm luôn á bà. N28. Rồi, con này mấy chế cho ly con này là mã. Đẹp nè, đẹp nè, đẹp nè. N29 nè. Xuất sắc luôn. Con này đẹp ha. Rồi cho ly con này N29 kèm sạch. Rồi con này nguyên con màu đen. Mã này mấy cái cho ly con này là N29 kèm size giúp ly con này nha cả nhà. N29 kèm size giùm em. Ok. Rồi lên luôn. N29 kèm size nha mọi người ơi. N29 kèm size giúp em con này. Đẹp quá. N29 có hàng không? Rồi ok N29 chốt đi cưng. Đẹp hả? Nè.
Cái này nó đi phụ liệu rất là đẹp luôn cả nhà, đi phụ liệu cực kỳ đẹp. N29 kèm tay giùm em đúng đẹp luôn nè. Một bên vai phụ liệu nè cả nhà. Con này là size nhỏ đó. Con này là Ly Canh đang cầm là size nhỏ nha mọi người. Rồi cho Ly con này là mã N29 nha cả nhà. N29 kèm size. N29 kèm size đẹp quá. N29 kèm size nha quý vị. Ok mấy trẻ mình, N29 kèm size giúp em. Đẹp quá không? Nó đẹp. Rồi, N29 kèm mình quá trời gặp mình mà kiểu như có bao nhiêu người N29 còn xem mời nha chị ơi. Rồi N29 Ly còn xem mờ đó mọi người. N29 với Ly còn xem mờ 60-65 cân được không? Rồi ok mấy trẻ mình, mấy trẻ ơi tích cực chia sẻ bài like cho em cả nha cả nhà, để cho mấy người khác vô mua cùng em nha. Rồi cái này mọi người cho Ly con này là N29 kèm size giúp Ly con này. Đẹp quá, xuất sắc luôn. N29 kèm size M giùm em con này nha cả nhà. Rồi, ok, bộ đang mặc hả? Bộ đang mặc em Ly còn mấy bộ đó cả nhà. Mã Ly đang mặc trên người là giá 120. Cả nhà comment cho bé Ly con này là mã T3 2 size M và L giúp em con này. T3 M hoặc T3 size L nha cả nhà. Bộ của nó rất là đẹp. Nguyên bộ như vậy mấy chị mua 120.000 mặc dễ thương lắm luôn. T3 kèm size. T3M, T3L giúp em con này nha. Còn em còn duy nhất một màu thôi. Màu này là dạng như nó là dạng như màu xanh đá đó cả nhà. Đó hơi xám xám xanh xanh một chút xíu nhìn rất là hay. Đó là T3 kèm size M, T3 kèm size L giúp em con này nha. Chế nào đang sấy teo cứ mặc chung với size L giùm em nha. Chế nào đang sấy teo thì cứ mặc chung với size L giùm em là được. Con này mấy chị cho Ly con này là mã T3 kèm size. T3 kèm size giúp em con này nha mấy chị. Ok, cách tình yêu của em. T3 kèm size M dùm Ly con này nha cả nhà. T3 kèm size M. ML luôn cả nhà, T3 kèm size M, T3 kèm size L luôn giúp em. Nha. 120. Kiểu dáng là ông lý luôn đó cả nhà. Rồi. T3 kèm size M, T3 kèm size L. Cái này còn hai cái M hai cái L. Rồi ok. Cái này á mọi người, đó là set 3 món nè. Ly còn hai cái size M và hai cái size L nha. Con này nguyên con luôn, giá 130. Rồi cho Ly con này là mã 3 món kèm size M, 3 món kèm size L. Có đúng một màu duy nhất em hết tất cả rồi cả nhà. Cái này Ly hết tất cả luôn. Rồi 3 món M hoặc 3 món L giùm em con này. Quá xúc xích luôn cả nhà ơi. Rồi 3 món M hoặc 3 món size L giúp em con này nha. Giá 130. Còn bộ Ly đang mặc trong người là giá 120. Đó là mã T3 kèm size giúp em. T3 kèm size dùng Ly con này nha mấy chắc. T3 kèm size, xuất sắc nè. Xuất sắc nè. Ok. Rồi, 3 món kèm size M, 3 món kèm size L là giá 130.000. Đẹp quá. Cái quần của nó sẽ là quần ống suông như vậy. Quần của nó sẽ là quần ống suông như vậy. Là kèm theo cho Ly một cái áo dây. Đó. Có cói nha, đi về nha, vải giảm nha. Rồi kèm theo cho Ly một cái áo khoác nữa ha. Rồi cho Ly con này là mã 3 món kèm size M, 3 món kèm size L giúp em con này. 3 món kèm size, 3 món kèm size. Rồi, cái con áo nam này mã gì cưng ơi? Mã này mấy chị cho Ly con này N30 hả? Nè. Còn một cái M. N29 em còn một cái M đó mọi người ơi. N29 kèm size M giùm em nha, N29 màu đen. Đẹp quá. Rồi bắt đầu lên áo màu trắng nha. Chia sẻ bài like giùm em. Con này mấy chị cho Ly con này là mã N29.
nha. Áo nam mọi người nhìn cho Ly cái bài ghim và chốt hàng giùm em. N29 em còn size M đấy mọi người. N29 với Ly còn size M thông cảm em nha. Đẹp không? Cái áo quá đẹp luôn á cả nhà. Cái áo cực kỳ đẹp màu đen. Em còn mấy cái M đó, N29 chị Thảo vỏ em không phải đồ 30 thôi nha. Không phải đồ 30 nên thông cảm giùm em, đã bị lộn. Rồi N29 giùm em còn đó nha. N29 size M, dạ vâng. N29 size M giúp em. Rồi lên áo màu trắng rồi tình yêu ơi. Lên áo màu trắng giùm em nha. À, ok, lên áo trắng đây cả nha. N29 em hết rồi, em chỉ còn size M thôi. Đẹp ha. Theo nha mấy chị, theo nha. Màu trắng hơi xịn luôn á mọi người. Nhưng mà tiếc có một cái là cậu bỏ nó bớt tương tác gì bớt kinh khủng lắm chứ. Rồi cho Ly con này là mã N31 đi. Cả nhà comment cho Ly N31 nha. N31 kèm sai. Rồi ok cả nhà. Đẹp lắm luôn á chàng ơi. Rồi cho Ly con này là N31 kèm sai giùm em con này. N31 kèm sai nha quý vị. N31 kèm sai giùm em quý vị. Rồi N31 kèm sai. Ok cả nhà. N31 kèm sai giúp em con này. Và nhìn cho Ly cái bài ghim nha cả nhà. Nhìn cho Ly cái bài ghim giúp em cái nha. N31 kèm sai giùm em. Trời ơi quá đẹp. Cực đời luôn. Cực kỳ xuất sắc nha. Đẹp quá mọi người ơi. Ok cả nhà. N31 kèm size giúp em con này. Đẹp xuất sắc luôn cả nhà. Chỉ tiếc chúng ta không gặp may. Nói em nghe đi, có lẽ bên nhau là sai. Chỉ tiếc chúng ta không gặp may. Đó, hàng ăn quá trời luôn. Chỉ tiếc chúng ta không gặp may thôi. Không gặp may là anh phải bỏ anh bớt quá trời bớt luôn. Mọi người cứ nghĩ coi, có 200 mấy người coi và 8,000 mấy bình luận, like một tiếng mấy đồng hồ thôi á. Khủng khiếp. Rồi ok cả nhà. Rồi cho Ly con này là mã N20. N31. N31 giùm em con này nha cả nhà. N31 giùm em. Ok mấy chị em mình. N31 giùm em nha. N31 còn size M thôi các chị ơi. N31 Bali còn size M thôi cả nhà ơi. N31 Bali còn size M thôi nha quý vị. N31 Bali còn size M thôi. Rồi cho Bali con này là N31 kèm size M giúp em con này. N31 kèm size M. Ok cả nhà. Em còn hai cái M đó. N31 còn hai cái M đó cả nhà ơi. Rồi sau đó mốt khách hàng có chị vào xem tin nhắn của em nhé. Nhận được tin nhắn là có hàng rồi. Rồi ok mấy chị á. Rồi nói nghe nè, dành riêng ra chút xíu thời gian để chia sẻ giùm em cái đi mấy chị ơi. Rồi N21 đi hết hàng. Rồi tiếp tục nha. Ok cả nhà. Rồi lên màu xám nha. Hồi nãy chế nào hỏi màu xám đâu. Chế nào hỏi màu xám hôm nay là không có lại gì khác ngoài áo nam cho mấy bà mua cho mấy ổng một lần một cho nó đã. Cho mấy bà mua cho mấy ổng một lần một cho nó đã cái nư. Chứ tại vì một lâu lâu mới like một lần á, thành ra là cho mấy chị mua cho nó đã luôn ha. Rồi ok cả nhà, tại vì đồ nữ thì Ly sẽ like hàng ngày mà. Ngày nào Ly cũng like đồ nữ mà. Thành ra là lâu lâu mới có một lô như vậy về. Màu xám siêu đẹp luôn á mọi người. Cái màu này màu xám thôi bị đẹp luôn á cả nhà. Rồi cho Ly con này là N mấy thương ơi. Nguyên con màu xám hai bên vai nè cả nhà. Hai bên vai của nó nè đi phụ liệu rất là đẹp luôn. N32 N32 giúp Ly con này nha mấy chắc. N32 kèm size giùm em luôn.
Ok mấy bạn. Ok, cái kề kề đẹp ha mọi người. À, hai bên vai phụ liệu nè. Trời ơi, đẹp lắm mọi người ơi. Phông bự, phông to, màu xám nha. Con này mấy chị cho Ly con này N32 kèm size giúp em con này. Lên luôn. N32 kèm size nhớ dùm Ly nha. Cái số ký Ly luôn lúc nào Ly cũng báo cho chị em mình là số ký mà dễ chịu, thoải mái, trừ hao những anh mà bụng to, trừ hao những cái anh mà thấp người. Đó, nha. Thành ra là mọi người cứ yên tâm đặt cho Ly là đúng chuẩn dùm em. Còn chị nào mà thích anh nào mà nhà hơi cao cao á, tự động tăng số ký lên nhẹ nhẹ xíu cũng được. Thường thường hàng này mà bên công ty họ báo với Ly là size bự nhất á là 85kg lần á, nhưng mà Ly không có dám mà báo 85kg cho size 2X đâu. Do là báo vậy á, có những anh bụng to về mặt chụp là coi như bỏ cái áo. Thành ra là Ly sẽ báo cho mấy chị xuống để về là mặc ô tu là thoải mái, ô tu là mặc được. Rồi cho Ly con này là mã nữa 32 N32 giúp em. N32 kèm size giúp em con này nha cả nhà. N32 kèm size. Đẹp quá mọi người ơi. Xuất sắc. Đẹp nha. Xuất sắc nha. N32 kèm size nha cả nhà ơi. N32 kèm size. Nói nghe đi con này. Đẹp quá hả? Đẹp không mọi người? Chị Minh Phan ơi, chị lấy N32 size gì chị ơi? N32 kèm size giùm em luôn. Kèm size giùm em đi chị. Kèm size. Dạ. N32 kèm size giúp em con này nha. N32 kèm size. N32 còn size M nữa chị. N32 đi còn size M nha. Chị còn kiểm tra tin nhắn nha, nhận được tin nhắn là có hàng. Ok, cả nhà lên cho cả nhà cái áo màu trắng nữa nè. Xong sau đó là chút xíu lên sẽ quay trở lại nha cả nhà. Chút xíu nữa thì sẽ quay trở lại. Tại vì thường thường á là em phải thay tới cuối tới 3-4 giờ thì cái lượng người coi nó mới trở về cái số này. Nhưng mà hiện tại bây giờ anh phải bỏ, anh bớt tương tác quá, thành ra là bây giờ có 200+ người coi, em like bị rớt sai á. Chút xíu nữa em sẽ bật like lại để dồn đơn cho chị em mình nha. Rồi tí xíu nữa em Ly sẽ like máy cái máy xong này cho cả nhà mình luôn nè nha. Rồi cho Ly con này là N mấy cơ? N33, em like cái áo trắng này cho chị em mình cả nữa nha. N33 kèm size giùm Ly luôn. N33 kèm size. Ok cả nhà. N33 kèm size giúp em con này nha mấy chắc. N33 kèm size. Đẹp xuất sắc luôn mọi người ơi. Sẵn mua cho chồng mà mua một lần mua lần khó, một lần mua cũng tốn tiền ship, một lần mà mua một lần mấy cái cho mấy ổng mặc đã. Em bao chị em mình những cái áo này ô tu là xịn nha. Rồi cho Ly N33 kèm size. N33 kèm size giúp em con này nha cả nhà. N33 kèm size cho được chị N32 đi. N32 hết rồi. Rồi cho Ly N33. N33 kèm size, N33 kèm size. Màu đẹp đẹp, trời ơi, áo nó đẹp mọi người ơi. Rồi cho Ly con này là N33 kèm size nha. Khả kim, khả like, bắn tim bắn like lên mẹ em mọi người ơi. Mọi người ơi. Hàng xuất sắc như thế này. Rồi N33 nữa cưng. N33 kèm size đi quý vị. N33 kèm size nha. Quá đẹp. Nhức nhói luôn á mọi người. Hả kim, hả like nhiều vô cho Ly coi nè. Mấy trẻ. N33 kèm size nha mọi người. Con rất là to, rất là đẹp. Đẹp quá. Rồi mấy chị vào xem tin nhắn nha mấy chị ơi, nhận được tin nhắn mà bên đây nè, cái vai nè, người ta đi phụ liệu đó chứ không phải là in lên đâu nha mọi người. Đi nguyên một cái miếng phụ liệu lên. Một cái miếng phụ liệu này mấy chị biết là tiền không á, chứ không phải là rẻ đâu nha. Miếng phụ liệu này người ta may vô luôn. Chứ nó người ta không có phải là in dán vô đâu. Đẹp lắm. Rồi cho Ly con này là N33 nha mọi người. N33 N33 giúp em. N33 kèm size. Nhìn cho Ly cái bài ghim nha mọi người. Nhìn cho Ly cái bài ghim. Nâu. Cái màu này đẹp nè. Xong cũng đẹp. Rồi. Cái nào cũng đẹp hết trơn mấy bà ơi. Thiệt á. Nè, hay. Nãy giờ cái màu này ít có lên nè mọi người. Nhìn cái màu đẹp quá à. Con này là N mấy?
N34. Chị thấy cái tiếng phạm em nghe nè ché. Em nghe nè, bữa nay bình luận nhiều quá không thấy chị luôn á. Bữa nay bình luận nhiều quá, sorry chị nha, em không thấy chị luôn á. Rồi cho Billy con này là N34 giúp em con này. Rồi, N34 kèm size nha mọi người ơi. N34 kèm size đẹp ha. Cái cách phối màu của người ta, bởi vì hàng công ty mọi người nhìn nó khác nè. Hàng công ty mọi người nhìn cái cách phối màu nhìn nó rất là sang luôn, cực kỳ sang. Đó. Hàng hãng nhìn cái cách phối nó rất là sang. N34 kèm xanh, đẹp quá mọi người ơi. Cái phối của nó không bị chói chang hoặc là lố lăng hay là cái màu nó sặc sỡ. Cái màu của nó, cách phối của nó phối vô nhìn rất là sang, rất là hay. Rồi N34 kèm xanh. N34 giùm Ly nha. Nhìn cho Ly cái bài ghim giúp em, N34 kèm size hôm nay mua cho đã đây mọi người ơi. Chế nào mà muốn mua cái máy xông tinh dầu này nè, tối nay Ly sẽ bật cái livestream, em bật cỡ khoảng 30 phút em like cái này cho chị em mình, ai mà ưng thì chốt em dùng đơn luôn cho cái live trưa ha. Tại vì hiện tại bây giờ em tập trung em like áo nam cho chị em mình. Cái máy xông tinh dầu này đã lắm, mẫu mới về đó, thơm tuyệt vời luôn đó. Thơm quá tiền hoa đã không, con này N34 nha cả nhà. N34 kèm tay. Đẹp nha. Cáo quá đẹp luôn mọi người. N34 nha mọi người nha. Ông cảm giùm em xíu nha cả nhà, thì hàng có sai á thì nó hơi kiểu như chốt nó hơi lâu hơn so với bình thường, thông cảm. N34 kèm sai. Màu đẹp quá. Còn xem mờ cho mấy chị ơi. Rồi, lên luôn đi cả nhà ơi, lên luôn. N34 em còn xem mờ thôi, con này N35 nè, lên luôn cho mấy bạn nè. Cảm ơn chị vào xem tin nhắn giùm em nha, nhận được tin nhắn là có hàng cho mấy chị ơi. Còn tôi lên phát hàng ạ. Rồi N35 luôn ạ. Nè, bao bì nè. Rồi N35 luôn ạ. N35 kèm size luôn nhé bà con. N35 kèm size. Tối tầm khoảng 7 giờ đi lên. Tại vì Ly muốn like một cái live riêng biệt á, để em hướng dẫn mọi người cách xài luôn. Để hướng dẫn mọi người cách xài. Nói chung là nó rất là dễ xài luôn. Về mọi người gắn cái chai nước hoa này vô là mấy chị bấm nút, mấy chị xài thôi. Nhưng mà em chỉ mọi người, có những chị má đâm lũng cái lỗ này của người ta nữa, báo nữa. Nên là để tối đi, tối em bán máy xong tinh dầu cho chị em mình. Rồi ok, mã này là mã gì? N35. N35 kèm size, tối em cho mấy chị gộp đơn chung với cái live trưa nha, khỏi lo. Rồi cho Ly con này là N35 kèm size nhá. N35 kèm size. Đẹp quá, trắng và phối nu đẹp ha cả nhà. Mua cho đã đi, mua cho anh nhà đi cả nhà. Lâu lắm rồi Ly mới có lô nam vậy đó. Có mắt kính không Ly? Có chiếc mặt luôn nè, mà thấy ít người coi làm biến lên tình yêu à. Để cho mấy chị lựa áo nam cho đã đi, em tập trung lai áo nam cho chị em mình nha. Đẹp quá à. Rồi cho Ly con này là N35 giúp Ly nha. Form to đẹp lắm mọi người ơi. N35 kèm say à. Mấy chị kèm say mấy chị ơi, một ít em hết rồi, N35 em hết một ít rồi ạ. N35 Ly hết một ít nha. Rồi, N35 em còn M và L thôi ạ.
N35 mới đây còn size M và size L thôi nha mọi người. N35 mới đây còn size M và size L thôi nha. Rồi, lên màu nữa cho chị em mình là xong, sau đó em Ly sẽ Trời ơi. Biết rồi, cho em mỏng nó đi. Rồi, ok cả nhà. Đẹp chưa? Con này N mấy nhờ? N36 nha mọi người. Con này mấy chế cho Ly con này N36 dùm em. Rồi chút xíu em sẽ quay trở lại. Em like, nếu mà có thời gian thì em Ly like mát xong tinh dầu luôn cho chị em mình nha. Trong buổi live trưa, còn không thì thôi thì tối em like nha. Rồi, cho Ly con này là mã N mấy? N36 dùm em, trắng đen đó là N36. Rồi trắng nu đó là N35. N35 hiện tại Ly còn size M và size L thôi. Đó, N35 hiện tại Ly còn size M, size L thôi. Rồi con này là trắng phối đen, nhưng mà yên tâm là sẽ không bị lem màu nha, tại vì hàng công ty người ta test vải, test đồ hết rồi. Mọi người không cần phải lo về vấn đề lem nha. Rồi cho Ly con này là N36 nha. Rồi, N36. Con này là N35 em còn một cái M. N35 với Ly còn đúng duy nhất một cái size M nha mọi người. N35 Ly còn duy nhất một cái size M giúp em. N35 nha, một cái size M trả em nè. Rồi N36, N36 đủ size. N36 giùm em. Còn M thôi, còn một cái M thôi. Rồi, ok. À, con này mấy cái cho Ly con này là N mấy? N36 giúp em nha cả nhà. Mã này mấy cái cho Ly con này là N36. N36. N36 giúp Ly con này. Nói anh nghe đi, có lẽ bên nhau là xa. Thiêu nha mọi người ơi, con này thiêu nha. Cho Ly con này là N36 kèm size luôn. Màu nâu đi chị. Nô có cục ở đây nè, cục đây là có mỗi size có hai cái, đợi em xíu em lên lên này bung cái này cho chị lại. Ok cả nhà, N36 giùm em. N35 em còn một cái size M hết chưa? N35 á, N35 còn một cái M đó mọi người. Rồi ok, em lên cái màu nâu nữa cho chị em mình nha. Rồi là hết nè, hết N35. Rồi con này là N36 nè mấy chắc, N36 nha. Rồi lên màu nữa cho chị em mình tốt luôn nè. N37 luôn nè. Bá phát luôn đó mọi người. Màu nâu nha. Nhớ giùm em ở đây là thiêu nè. Còn những cái chữ đây là in, chữ nhỏ là in, chữ lớn là thiêu nha. Rồi cho Ly con này là mã N37. N37 đẹp đẹp không mà mấy chị ơi. Mấy chục ngàn cái gom cho mấy ổng có chục cái mặc cho nó đã thiệt đó. Cả nhà mình cầm triệu bạc. Cả nhà mình cầm triệu bạc ra ngoài, mấy chị mua được ba cái rồi. Mấy chị cầm triệu bạc ra ngoài mua có được 3 cái thôi đó, ở đây mua chục cái rồi có 800 mấy à. Đẹp lắm nha. Rồi cho Ly con này là mã N36 là trắng đen nha. 36 hết hàng. Con này là N37 đúng không? 36 hết hàng rồi phải không? Rồi màu nu là 37 nè. Màu nu là 37 giùm em. N37 giùm Ly đi cả nhà. N37 giùm em nha mọi người nghe. Rồi N37. N37 giúp Ly con này. N37 giùm em. Ok các bác mình. Mã này mấy cái chơi Ly con này là N37 giúp Ly nha mấy bà. N37 giùm em. Đẹp hả? Hoa đẹp nè. Xuất sắc. Đã đẹp lắm. N37 kèm sao? N37 kẹt sai mấy chị ạ. Cái hộp đẹp không? Cái hộp dễ thương, cái hộp là đẹp lắm. Nhưng mà đợi Ly xíu đi. Em đang chốt N37 nha cả nhà. Ly đang chốt N37. Ok tình yêu. Rồi chốt Ly con này là N37 giúp em. N37 giùm Ly nha. Mỗi size có ít thật không?
Rồi, nào 37 giúp em nha cả nhà. Ủa nhiêu đó mà 4 nghìn mở xe 2 nghìn chứ. 2 cục. Rồi, ok cả nhà. N37 nha. Là đi hết. N37 giúp em con này. Mã là mã N37. Ok mấy trẻ mình ơi. Xúc xích quá. N37 nha cả nhà. N37 giùm ly. Ok cả nhà.